Wi-Fi em vào một trong hai cái này. Chúng ta đợi 5 phút nữa xem có bạn nào đến cũng như bạn nào do mít nữa thì mình sẽ bắt đầu nhé. Và chúng ta sẽ đến với buổi bút trang của việc thể nói với cả lớp rồi. Này mình sẽ sang buổi bút trang và sau tuần thì mình bắt đầu là làm dự án một về thiết kế giao diện đó. Trong cái hồi nhanh phết này, cũng buổi đầu tiên thì mình cứ thấy lâu lâu hoặc bao giờ chấm hết 8 tháng cục kiểu thế mà thời gian sẽ trôi rất là nhanh. Trôi rất là nhanh. Ta cứ tập trung vào học thôi thì thời gian nó trôi nhanh lắm. Các bạn sau khoảng 2 tháng thôi là các bạn sẽ thấy là mình khác rất nhiều. Khá rất nhiều. Làm được rất nhiều thứ. Dạng hai của mình thì nó có hai cái khóa song song. Nếu bạn nào mà thích rút ngắn lại thì có thể học song song luôn cả hai, cả front end cả back end cùng cùng một lượt luôn, nó sẽ rút ngắn được thời gian mất được khoảng 5 tháng. Học thế thì phải thực sự là rảnh đúng không? Bạn nào phải đang rất rảnh. Đa phần là mình đều đang đi học thêm trường hoặc là mình đều đang đi làm. Trần Thái Sơn. Thái Sơn đây có phải là em là ở trong Sài Gòn không nhỉ? Phải không nhỉ? Hay là thầy nhầm nhỉ? Hà Nội à? Thế bạn nào ở Sài Gòn nhỉ? Quên. Hà Nội mà lại không đi học trực tiếp mà lại học online sao? Học trực tiếp đi. Đấy đi. Đi học trực tiếp được 1-2 buổi xong bây giờ ở nhà học online hết. Nhưng mà sang tuần phần dự án là các bạn phải đi học trực tiếp ấy nhá. Cố gắng sắp xếp thời gian đi học trực tiếp bởi vì chúng ta sẽ cố rất là nhiều ấy. Cố rất là nhiều luôn em ạ. Cố khá nhiều luôn, không may mình sai hoặc là mình không để ý kịp cái gì đó thì nó sẽ rất là khó. Chịu khó đi học trực tiếp. Cực chẳng đã, học online thôi đúng không? Có điều kiện làm trực tiếp thì mình đến làm trực tiếp chứ lại gì. Bạn nào quên là Sài Gòn nữa, đây như là Nam thì đúng không? Giờ nhìn Thảo ba phút nữa mình sẽ bắt đầu lên cả lớp. Mình đợi xem mà nó đến nữa không. Chung lớp này đã gọi là từ dọa dẫm chuyển sang dụ dỗ rồi các kiểu rồi không chịu đi. Thứ nhất là không chịu đi học sớm, thứ hai là không chịu đi học trực tiếp, sợ thật. Ok em, không chịu đi học trực tiếp, không chịu đi học sớm. Các bạn mà không được trực tiếp thì tôi không thể nào mà chia nhóm để chúng ta làm dự án chuyên sâu được. Bởi vì phần dự án chuyên sâu là cái phần mà gọi là phần dự án front end react như là back end node là cái phần mà
chúng ta làm dự án được được kéo một dự án của khách hàng về để chúng ta làm cũng rất là khó, mà không chia được nhóm thì làm sao mà làm được, chỉ chia những bạn nào làm trực tiếp thôi, các bạn làm online thì không chia nổi được, bởi vì chúng ta cần phải support lẫn nhau ấy, cho nên lúc đó mà các bạn không làm trực tiếp là không chia nhóm rồi nha, là các bạn chỉ có ngồi nghe thôi, các bạn không được phép tham gia vào làm đâu đấy. Thầy ơi, đến khi học backend thì mình mới làm cái món đấy đúng không thầy? Không, đồ án hai là bắt đầu làm rồi, đồ án hai là React JS là bắt đầu làm cái khó khó đấy rồi, chỉ có đồ án một của mình vào tuần sau ấy là thiết kế giao diện thì nó đang còn dễ, nó vẫn chưa đi vào tư duy giải thuật logic các kiểu, nó chỉ là thiết kế thôi chứ còn dễ. Tuần sau đi thầy ạ, tuần này em đang cúm à, chưa đi được à? Tuần nào cũng thấy cúm, ngày nào cũng thấy cúm. Ok, nhớ nhá. Nhớ đấy. Các bạn nhớ hộ tôi, các bạn Nguyễn Đức Trung các bạn này. Tuần sau bạn đi, tuần này là cúm. Em. Chắn. Chắc là chúng mình đầu đi bạn ạ. À, hôm nay sang cái bảng mới rồi, thôi mình đợi thêm một vài phút nữa. Bởi vì là chỉ sợ là các bạn vào bộ các bạn sẽ không hiểu được. Hôm nay mình sang môn mới mà. Đợi xíu nhé, đợi thêm 2-3 phút nữa đi. Ra ngoài đường hơi tắc tí. Nhiều bạn ở xa. Có bạn đi khoảng đến 40 cây các bạn. Tôi cũng để các bạn ấy đi 40 cây. Hôm nay mình đến với Bootstrap, các bạn tranh thủ download tài liệu về giúp tôi nha. Mở cái HTML của mình lên ạ. Mở cái ứng dụng của mình lên để chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Còn mấy bạn cũng chưa vào đâu, bởi vì mọi khi nếu mà tôi không lầm thì lớp chúng ta học trực tiếp ở đây cũng có phải 8 bạn làm trực tiếp ở đây rồi, và học online trên này cũng phải tầm 10 bạn, gần 10 bạn rồi, và đến thời điểm này cũng phải thiếu ít nhất là 4-5 bạn nữa. Ok thôi, chắc mình là mình bắt đầu gọi, không thể nào mà đợi được đâu, đóng cái cửa lại cho các bạn. Ok, đây là buổi lý thuyết cuối cùng của chúng ta, để sau tuần bắt đầu chúng ta sẽ làm dự án một về thiết kế một cái giao diện shop bán hàng, tuần sau chúng ta sẽ làm. Thế thì hôm nay mình sẽ đến với lý thuyết về Bootstrap. Bootstrap là gì? Thì đơn thuần nó đơn giản, nó là một cái nói là thư viện cũng được, mà là framework thì cũng được, nhưng mà thực ra tôi đánh giá thằng Bootstrap là cái thư viện thì chuẩn hơn, nó hỗ trợ chúng ta viết HTML và CSS nó nhanh hơn, thực ra nó không hẳn là hỗ trợ viết nhanh hơn đâu các bạn, mà nó có sẵn các cái mẫu ấy, nó giúp cho chúng ta làm nhanh hơn và đương nhiên là chuẩn hơn, nói chung là đáng để chúng ta sử dụng,
Bởi vì là thực sự là nó sẽ giúp cho chúng ta làm nhanh này, chuẩn này, hỗ trợ chạy ở trên các thiết bị di động một cách dễ dàng. Có nghĩa là nó sẽ cốt một cái giao diện mà nó có thể mà chạy được ở trên cả laptop PC, nó có chạy được trên cả máy tính bảng, nó phải chạy được trên cả điện thoại, và ở các giao diện đó thì nó hiển thị đẹp đúng không? Một cách tự động nhé các bạn nhé. Khi đưa vào các thiết bị khác nhau thì tự động nó sẽ sắp xếp lại từ và thay đổi lại cái style. Để học cái bút chát thì các bạn các bạn đợi xíu tôi mở cái tài liệu này. Thực ra tôi sẽ chủ yếu dạy ở trên cái đắp để các bạn làm quen với cái mặt tiếng Anh. Sau này các bạn có nghiên cứu tài liệu ngoài thì chúng ta cũng biết cái cách mà đọc cái tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng tôi ít ít khi mà tôi sẽ ít khi mà tôi vào trong cái này lắm nhé. Để tôi mở cho nó gọi là cho nó có thôi các bạn ơi. Thế còn tôi thì tôi vẫn sẽ chủ động là tôi hướng dẫn các bạn ở trên cái trang chủ của WhatsApp. Ok, các bạn vào trang chủ WhatsApp giúp tôi ạ. getwhatsapp.com. Đây, tôi sẽ paste cái link này lên cho các bạn ở trên Meet, các bạn hãy tham khảo. getwhatsapp.com ạ. Đây, getwhatsapp.com này. Đây là trang chủ WhatsApp. Được chưa? Đây. Get Bootstrap, các bạn gõ Get Bootstrap, bạn enter phát đấy ra cái URL ở trên Google, các bạn bấm vào thôi. Sau đó là các bạn chọn cái phiên bản nha. Phiên bản ở đây thì Bootstrap nó đang hỗ trợ mình rất nhiều phiên bản từ 2 chấm cho đến là 5 chấm. Phiên bản 5 chấm là cái phiên bản mà mới nhất tới hiện tại. Nó cũng được sử dụng rộng rãi và phổ biến được khoảng 1 năm rưỡi rồi. Đấy. Thế thì tôi dạy các bạn thì tôi sẽ dạy các bạn phiên bản 4 chấm. Bởi vì sao? Thực ra bản nào cũng được, nó như nhau thôi. Chẳng qua bản mới thì nó sẽ cập nhật thêm một cái vài cái nữa. Nhưng vấn đề ở đây đó là đến thời điểm hiện tại thì phiên bản 5 chấm nó mới dùng được 1 năm rưỡi. Và số lượng khách hàng sử dụng bản 5 chấm thì chủ yếu là có ai mà làm mới ấy, thì người ta mới dùng thôi. Còn nếu không thì người ta vẫn đang dùng cái phiên bản 4 chấm. Bởi vì là cái phiên bản 4 chấm nó tồn tại, nếu tôi không lầm thì nó tồn tại khoảng 8 năm các bạn ạ. Có nghĩa là cái phiên bản từ phiên bản 3 chấm bản 4 chấm này thì nó chỉ mất tầm khoảng 2 năm thôi, nhưng mà bản 4 chấm đến bản 5 chấm nó lại 8 năm liền. Như vậy là 8 năm đó nó có rất nhiều hệ thống sử dụng Bootstrap 4. Thế cho nên là nếu như các bạn làm outsource, có nghĩa là bây giờ mà mình ra bên ngoài mà mình nhận những cái trang về để mình custom hoặc là mình thêm hoặc là mình phát triển lại cho họ thì người ta vẫn đã dùng bản 4 chấm ấy. Thế cho nên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bản 4 chấm, và sau khi mà hướng dẫn xong các bạn bản 4 chấm thì các bạn có thể tự nghiên cứu lên bản 5 chấm nếu thích, và các bạn chỉ mất tầm khoảng 15 phút thôi. Bởi vì là tôi thì bây giờ tôi đang làm Bootstrap với cả bản 4 chấm và bản 5 chấm mà. Đấy, tôi biết cái điều đó. Các bạn chọn phiên bản giúp tôi ạ. Chú ý thì các bạn có thể dùng bản nào cũng được, nhưng mà nếu mà dùng thì chúng ta nên dùng 4 chấm hoặc là 5 chấm nhé. Còn mấy cái bản này thì nó vẫn support thôi, nhưng mà không ai dùng bản thấp quá. Thấp quá ít lắm. 4 chấm là nhiều nhất đấy thì hiện tại các bạn. Thế thì hiện tại số website dùng cái bản 4 chấm này là nhiều nhất. Ok, khi các bạn lựa chọn phiên bản các bạn để ý giúp tôi nhé, để ý cái trên URL của chúng ta này đôi khi nó nhảy sang 5 chấm, các bạn phải để ý chúng ta bấm lại về nhé, không là chúng ta học nhầm đấy. Đây. Để học Bootstrap các bạn để ý cho tôi cái mục menu bên trái, chúng ta sẽ có 4 mục như sau. Chúng ta chỉ cần học 4 mục đó thôi. Một layout, hai content, ba comment, 4 utility. Đây, đây là 4 mục mà chúng ta cần học. Thế thì nếu như mà dạy cho các bạn thì tôi sẽ dạy theo thứ tự như sau này. Tôi sẽ không dạy theo thứ tự như này đâu, mà tôi dạy thứ tự như sau nha. Đầu tiên là về layout. Thế sau đó là về component. Tiếp theo là về content. Và cuối cùng đó là utility. Đấy, tôi dạy các bạn tôi sẽ dạy theo thứ tự như thế đấy. Được chưa nhỉ? Thế còn vì sao lại dạy theo thứ tự như vậy thì thôi chúng ta cứ bỏ qua một bên đi. Lát nữa tôi sẽ dạy xong. Bởi vì bây giờ chúng ta cần phải cài đặt đã. Cài xong thì chúng ta mới học được. Ok chưa nhỉ? Thế thì để cài đặt Bootstrap thì khá đơn giản các bạn ạ. Nghe cài đặt phải ghê gớm, thực ra là ta gọi cái thư viện của nó vào. Cái quan trọng bây giờ là gọi cái gì thôi. Các bạn đầu tiên phải download cái xuống Bootstrap về thông qua cái menu download này. Bấm vào download giúp tôi nha. Đó. Sau khi bấm vào download thì các bạn sẽ thấy cái mục đầu tiên là mục là compile CSS and JS, có nghĩa là nó bảo là tao đã compile ra các cái file CSS và JS, mày chỉ gọi hai cái file nó vào thôi. Được chưa nhỉ? Đó, các bạn bấm vào download. Nhớ nha, mục này, compile CSS JS nha. Được chưa? Download này. Đấy, bạn đào về đi ạ. Đào nhanh mà, mất có vài giây là xong. Ok, đào xong rồi đấy ạ.
Sau khi đao xong rồi thì các bạn vui lòng các bạn giải nén nó ra giúp tôi. Giải nén nó ra, đây tôi sẽ đưa ra laptop. Bạn giải nén cái thằng bút cháp vừa đao về giúp tôi nha. Đây tôi sẽ quét nó ra ngoài này. Rồi, giải nén nó ra giúp tôi ạ. Đây, giải nén ra. Ấy chắc hiền ra luôn các bạn. Khi mà giải nén ra thì các bạn sẽ được mỗi thư mục bút cháp đây, thư mục nó đây ạ. Các bạn truy cập vào thư mục để xem trong nó có cái gì nha. Truy cập vào xem trong nó có cái gì. Nó có hai cái thư mục, đó là thư mục CSS và thư mục JS. Wow, bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ cho các bạn xem từng thư mục một. Đầu tiên là thư mục CSS. Rất nhiều file, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra phần lớn các file trong này là dành cho nhà phát triển, dành cho những ai muốn phát triển tiếp đi theo bút cháp theo hướng của chúng ta, riêng của chúng ta, hoặc là theo cái form của nhà phát triển. Còn nếu như đơn giản thì dùng nó, sử dụng nó để làm giao diện thì chúng ta không cần tất cả các file này, chúng ta chỉ cần hai file thôi và tất cả file còn lại các bạn xóa đi cho tôi. À, tôi hỏi một chút hơi ngoài lề một tí. À, ở trên máy tính các bạn có hiển thị được cái đuôi file không ạ? Nếu mà các bạn không hiển thị được đuôi file thì bạn bật cái tính năng hiển thị đuôi file ở trên điều hành của mình lên nhé. Nếu như mà bạn bị tắt đi thì các bạn chú ý bạn vào cái thư mục này, sau đó bạn thấy cái tab view ạ, bạn bấm cái tab view này đấy. Sau đó các bạn nhìn ở ngoài cùng có một cái tùy chọn, đó là file name extension, có nghĩa là muốn hiển thị cả tên lẫn thành phần mở rộng hay không. Các bạn bấm vào thì hiển thị cả đuôi file, và các bạn mà bỏ đi là nó sẽ không có hiển thị đâu, được chưa nhỉ? Thế tôi khuyến khích các bạn nên check vào để chúng ta có thể biết được cái file của mình là định dạng gì á. Ok không ạ? Rồi. Thế thì như tôi vừa nói, chúng ta chỉ cần hai thằng thôi, và tất cả thằng khác xóa đi giúp tôi ạ. Như vậy là tôi sẽ chọn tất cả này, sau đó tôi bỏ ra thằng bootstrap.css là một, tôi bỏ ra thằng bootstrap min.css là hai, và tôi sẽ xóa tất cả những thằng mà tôi chọn. Ok. Như vậy các bạn làm gì làm? Bạn muốn để nguyên cũng được, nhưng mà theo nguyên tắc tôi dạy các bạn thì tôi phải xóa những không cần thiết đi để các bạn đỡ bị lẫn. Còn các bạn không thích xóa cũng được, chả sao cả. Các bạn để cũng thế thôi, mà các bạn xóa đi thì cũng vậy, bởi vì đường nào cũng đã có dùng nó đâu. Ok chưa? Nếu bạn tiếc rẻ, bạn không muốn xóa thì cũng không sao cả. Tôi phải xóa, bởi vì là nếu để nhiều quá thì sợ các bạn bị nhầm. Vâng, tôi sẽ xóa đi. Chúng ta chỉ cần dùng hai thằng này thôi ạ. Thế thì tôi sẽ nói bạn biết là hai thằng này làm gì. À, thực ra hai thằng này nha, nó giống nhau 100% luôn các bạn. Ý nghĩa của nó giống hệt nhau, nhưng một thằng thì là được viết theo kiểu format code, có nghĩa là gì các bạn? Được trình bày format nhìn rất là đẹp, ok. Còn một thằng thì nó nén lại để cho cái dung lượng nó được nhỏ nhất để khi mà chúng ta gọi vào thì nó xử lý sẽ nhanh hơn, được chưa? Và nhìn vào cái tên đặt thì chắc các bạn đoán được thằng nào thằng nén, đúng không? Thằng min, đúng các bạn nhỉ? Đấy, ok, bây giờ tôi mở nó lên các bạn xem, thằng này là thằng không nén này. Các bạn không cần phải mở đâu, các bạn không cần phải làm gì cả, ngồi nghe thôi, không hiểu thì hỏi. Đây, thằng này là thằng không nén này, ok chưa? Đấy, bạn thấy không? Comment code này, tab tiếp rồi enter các thứ này. Còn cái ông này là ông nén này, tôi mở ra các bạn sẽ biết ngay mà. Đây, đó, nó đó các bạn. Đây, tôi đang lướt gì đấy, được chưa các bạn? Như vậy thì chú ý cái thư viện của bootstrap chính là việc chúng ta gọi một trong hai thằng này vào, một trong hai nha, bởi vì nó giống nhau mà, được chưa? Thế thì khi mà học ấy thì các bạn nên gọi thằng này, bởi vì thằng kia thì học hành những cái gì đâu, đúng không? Chúng ta cần vào sửa hay cần vào chỉnh, cần vào thêm cái gì thì chịu, ngũ làm quả này thì hơi khó hơi căng nhỉ. Đấy, khi học thì dùng thằng này, còn khi bắt đầu mà chúng ta làm dự án, làm những cái đó không cần học hành gì cả, đúng không? Chỉ có làm thôi thì dùng thằng này cho nó nhanh, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ dùng thằng này thì nó lốp sẽ nhanh hơn, ok không ạ? Đấy nhá. Rồi, thế thì bây giờ tôi giải thích cho các bạn là cái file này được dùng để làm gì. Thì tôi nói thật các bạn, nó rất là dễ hiểu thôi. Nó như thế này các bạn này, có nghĩa là bootstrap ấy, nó viết sẵn cho chúng ta hàng ngàn các class. Tôi sẽ ví dụ một cái ví dụ như thế này. Trong bootstrap nó không viết như thế, nhưng mà tôi ví dụ kiểu như thế này các bạn sẽ hiểu này. Tôi ví dụ là trong bootstrap nó sẽ viết một câu lệnh như thế này, chấm bóc hoặc nhỏ width 100, hey 100, background red. Đấy, trong bootstrap nó viết một đoạn như thế. Thế thì các bạn mà muốn cái div của chúng ta, hay là cái p của ta, hay là một cái thẻ bất kỳ mà nó làm cái hình vuông có độ rộng 100, chiều cao 100 và màu đỏ, thì các bạn chỉ cần làm sao? Vào cái div đó đặt cho nó class là gì? Là box. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng mà các bạn đã tưởng tượng ra được cái file vừa rồi của chúng ta không ạ?
nó viết hàng ngàn các cái cấu trúc có sẵn kiểu như thế. Các bạn muốn cái cấu trúc của chúng ta hình dáng như thế nào thì chỉ cần vào cái thẻ của mình đặt mua class giống như trong đó đã biết, là chúng ta tự nhiên có một style như thế mà chúng ta không cần phải biết nữa. Lớp tưởng tượng được không? Ok, lớp hiểu chưa? Thế thì có một cái vấn đề xảy ra là gì? Là chúng ta có thể lấy cái mẫu rất là đẹp của nó một cách rất là nhanh, nhưng cũng có trường hợp là chúng ta phải làm một cái mẫu nào đó mà cũng chắc nó không không có, đó là điều đương nhiên đúng không ạ? Nó rõ ràng đó, cho dù nó có viết hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu hay hàng tỷ thì sẽ cũng có một cái gì đó mà chúng ta cần mà nó không có, đó là điều đương nhiên. Thế thì tuy là nó không có nhưng chúng ta vẫn cứ lấy lại những cái mà nó đã cung cấp, hãy cố gắng chọn những cái mẫu nào đó mà gần giống nhất có thể những cái mà chúng ta muốn làm, rồi sau đó mình sử dụng những kiến thức đã học về HTML, CSS làm sao custom lại cho nó nhanh nhanh hơn, chứ mà lại đi làm lại từ đầu nữa thì cũng hơi buồn cười. Rất hiểu chỗ này chưa? Đấy thì đó là những gì mà tôi muốn nói quan trọng về Bootstrap đúng không? Đó là lấy những cái mà chúng ta muốn, ngoài ra những cái mà không có thì cũng cứ cố gắng mà lấy, rồi sau đó chúng ta sử dụng kiến thức mình sẽ custom lại làm sao đó cho nó nhanh hơn, được chưa? Thế ha. Rồi. Như vậy thì có lẽ là chúng ta lại phải có sự lựa chọn một trong hai thằng này rồi đúng không? Thôi thì đang học thì chúng ta sẽ lựa chọn thằng Bootstrap trong CSS nhé. Còn thằng Bootstrap Min thì thôi mình lại cũng xóa đi cho nó gọn, được chưa? Sau này thì muốn dùng thì dùng, còn không dùng thôi, mà tôi thật các bạn này, cũng không cần phải dùng đâu, bởi vì là sau này chúng ta sẽ có những cái trang miễn phí mà cho phép chúng ta nén các file hoặc là giải ngược nén lại các file, cho nên chúng ta cũng không quan trọng lắm, được chưa nhỉ? Thế cho nên là dùng thằng nào cũng được, để bạn có thể nén nó lại, giải nó giải, ok không? Thế cho nên cũng không cần quan tâm lắm nhé. Đấy, nói là một chuyện thôi nhưng mà lúc làm thì nó hỗ trợ mình hết cả mọi thứ mà. Rồi, chốt lại là mình dùng thằng Bootstrap.css này ha. Rồi tiếp theo, như vậy là các bạn đã hiểu trong cái thằng này. Bây giờ sang đến thư mục JS, cũng vậy ạ, chúng ta cũng chỉ sử dụng hai thằng thôi mà thực ra min.js, nhưng mà chốt lại là một một thằng đấy, tôi sẽ mở cả hai thằng đấy các bạn xem, và một thằng thì là nén và một thằng thì là không, đúng không? Đây thằng bootstrap.js đây, đấy thằng bootstrap.min.js đây, ok chưa? Thế thì chúng ta đã hiểu vấn đề rồi thì thôi không có mất thời gian nữa, xóa luôn được min đi đúng không? Đấy, cái gì thư mục JS là để chứa các file JavaScript đúng không? Trong đó chúng ta đang dùng file là file bootstrap.js, là cái file mà nó xây dựng sẵn cho chúng ta những hiệu ứng chuyển động trên một cái giao diện web. Các bạn có biết hiệu ứng chuyển động trên giao diện web là cái gì không? Kiểu như là các cái pop-up quảng cáo này, các cái slide chuyển động ảnh này, các cái hiệu ứng tiêu chuẩn vào này nọ kia này đúng không? Đó thì các bạn có hai sự lựa chọn, một là chúng ta học JavaScript tự code hết, hai là nó có sẵn khá nhiều đấy, khá ok và chuyên nghiệp chúng ta có thể dùng, và chúng ta lựa chọn cách nào các bạn? Là chúng ta lựa chọn cách là dùng của nó và dùng kiến thức của mình để custom những cái mà chúng ta muốn sang cách của mình, ok chưa? Thế nhá, như vậy tóm lại là cứ dùng cho được cái gì thì lấy cái đó đúng không, mất gì đâu đúng không, cho thì xin thôi, được chưa? Ngoài ra thì nếu như phục vụ được tốt của yêu cầu của mình rồi thì dùng luôn, không mất thiết phải làm gì cả. Còn nếu như mà nó chưa đủ để phục vụ nhu cầu của mình thì chúng ta sử dụng kiến thức về lập trình JavaScript mình sẽ học tới đây, mình sẽ custom lại theo cái mong muốn của mình, ok chưa? Như vậy các bạn đã hiểu hai cái thư mục là JS và CSS này chưa? Toàn là những cái có sẵn thôi, công việc của chúng ta là ăn sẵn đúng không? Ăn mà chưa đủ thì chúng ta sẽ lại thêm vào, copy hai cái thư mục này cho vào trong cái source code của chúng ta. Không biết source code của chúng ta là cái thư mục nào không? Cái thư mục mà chúng ta làm việc từ hôm đến giờ đó, chứa cái file index.html đấy, đúng không ạ? Bạn copy hai thằng này, các bạn paste vào trong cái thư mục source code của chúng ta nhé. Đây, lớp 243, đúng không? Trong này có một số các cái file và thư mục có sẵn rồi. Đây, bạn copy đó, các bạn đặt ngang hàng với là file chạy chính của chúng ta, đó là index.html, được chưa? Và bây giờ trong bên code thì nó đã load cho chúng ta hai thằng này lên rồi đây. Đấy, bạn thấy, đó là thư mục CSS, thư mục JS này, đúng không? Ngang hàng với file index.html rồi ạ. Thế thôi, đơn giản là chúng ta đã đưa vào rồi. Và sau khi đưa vào xong thì công việc cuối cùng đó là chúng ta cài đặt. Nói là cài đặt thì tôi vẫn nhấn mạnh lại là chúng ta gọi các file đó vào, chứ cài cái gì đâu, đúng không? Rồi, thế thì gọi những thằng nào vào các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ gọi thằng bootstrap.css trong thư mục CSS và bootstrap.js trong thư mục gì? JS, được không? Rồi, chúng ta sẽ gọi CSS vào trước nhé. Thế thì để gọi file CSS thì mình sử dụng một cái thẻ đơn có tên gọi là link, đúng không các bạn nhỉ? Nào, link, được chưa? Đấy, các bạn để ý này,
Các bạn có thấy là tôi gọi cái file bootstrap của thằng thằng bootstrap ấy, gọi bootstrap.css của bootstrap vào đây không ạ? Thấy không ạ? Các bạn có thấy tôi đang gọi ở trước cái file set của mình không ạ? À, ý đồ đấy, chúng ta phải gọi file bootstrap ở phía trên và file style.css của chúng ta phải ở phía dưới, bởi vì theo nguyên tắc của CSS là những cái thuộc tính mà nó trùng giá trị thì thằng dưới sẽ đè lên thằng trên. Thế cho nên là sau này mình muốn đè lại những cái gì của bootstrap thì mình viết nó có tác dụng chứ, đúng không ạ? Chứ mà mình lại gọi nó ở phía dưới thì làm sao mà đè được nó, ok chưa? Thế cho nên là mình phải gọi vào của nó trước, rồi sau đó cái thằng của mình đang dùng này ở phía dưới sau đè, đúng không? Rồi đường dẫn thì là chấm xuyệt thôi, sau đó là đi vào CSS và gọi tới bootstrap.css, được chưa? Như vậy là chúng ta đã gọi được file CSS rồi, đúng không? Ok, rất đơn giản, đúng không ạ? Thế tiếp theo bây giờ là mình sẽ gọi tới gì nữa nhỉ? File JavaScript. Thế thì tôi giảng có nhanh quá không ạ? Vẫn ổn đúng không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy nhanh quá mà không theo kịp hoặc là thậm chí còn không hiểu thì các bạn phải ngắt lời tôi ngay nhá. Ngắt lời ngay mà em giờ mình giảng như thế thì còn học hành gì nữa, đúng không? Tôi kiểu vậy, tôi biết tôi sẽ lại chậm lại. Các bạn biết rồi đúng không? Các bạn học với tôi mấy tuần rồi thì các bạn cũng phải hiểu được cái tính của tôi, đúng không? Đó là tôi thì mục tiêu tối thượng đó là các bạn yêu cầu như nào là tôi sẽ phải đáp ứng như thế. Rồi, thế bây giờ mình gọi JavaScript. Thông thường thì các mã JavaScript người ta sẽ gọi dưới CSS các bạn nhé. Gọi dưới CSS, còn vì sao thì đến phần JavaScript tôi sẽ nói. Còn hôm nay đâu cần nói là cái gì đâu, đâu mà nói, đúng không? Để gọi một file JavaScript vào thì các bạn sử dụng chúng tôi cặp thẻ script. Thực ra các bạn gõ tôi script enter phát nó ra ngay. Script, được chưa? Enter. Đấy. Ở trong cái thẻ mở, các bạn cho tôi cũng thuộc tính là src. Nhìn quả tên thuộc tính là biết ngay là làm cái gì rồi, đúng không? Cái tắt từ suông là cái nguồn của cái file này ở đâu. Chấm xuyệt thôi, đi vào JS, sau đó là gọi tới bootstrap.js. Được chưa? Đấy. Chưa xong đâu, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Các bạn tạm thời gõ đến đây đi, sau đó tôi sẽ giải thích tiếp. Tôi cho các bạn 1 phút để cố gắng hoàn thành nhanh nhỉ. Được chưa? Em tên gì nhỉ? Thầy cũng quên, Minh. Ở Minh. Sao chưa Minh? Em đang mắc kẹt. Mắc kẹt. Cái file em đang để không mục khác nên là không được. Bắt buộc là phải cùng order. Nói bao nhiêu lần rồi, toàn bộ dữ liệu của chúng ta phải đặt tất cả ở trong thư mục chuột cốt. Tức là nó phải thông một folder duy nhất của mình là web 234, trong đó tất cả data là như này. Bởi vì sau này chúng ta chỉ được phép up một thư mục đó lên trên môi trường internet. Thì bây giờ em để trên kia thì bây giờ em kết nối kiểu gì để lấy? Em để trong máy tính của em hay để kia thì sao? Đúng không? Là web 23 trên nhiều thư mục. À được, ok, được. Đúng. Em chưa nhiều thư mục cũng được, không biết hôm nay em chia ra buổi số 5 chẳng hạn nhá. Thì em cho tất cả dữ liệu vào trong buổi số 5. Tức là vẫn phải cho cả cái này vào buổi 5 chứ còn nếu mà để ngoài thì ra ngoài không được. Không được. Để ngoài thì em vẫn phải trong cái buổi số 5. Ừ. Em đang để ngoài điện thoại. Ơi, không được. Hôm trước thầy đã từng nói với em tổ chức rồi, mình vẫn phải có một cái thư mục gốc chứa toàn bộ dữ liệu. Sau đó trong thư mục gốc các em học buổi nào, các em tạo ra một cái thư mục con buổi 1, buổi 2, buổi 3. Đúng chưa? Và sau đó vào thư mục vẫn phải tạo mới file chạy chính của thư mục đó. Đúng không? Rồi hoặc buổi nào data nhồi vào thư mục của buổi đó, chứ không có chuyện là lại nhét vào cái thư mục của buổi khác. Và sau này up lên môi trường internet thì up chính cái buổi đó. Các lớp hiểu chưa? Xong chưa? Xong rồi hay không bây giờ mới biết này. Lát nữa sẽ biết ngay. Bởi vì gọi không được là biết liền mà. Nào các bạn ơi, lắng nghe này. Cái file bootstrap.js này nó xây dựng các hiệu ứng chuyển động bằng JavaScript, nhưng nó lại không code chay bằng JavaScript các bạn ạ. Đấy, mà trình duyệt của chúng ta ấy, là nó chỉ support, nó chỉ đọc được mã JavaScript thôi. Còn thằng bootstrap này nó viết bằng jQuery. Đấy, trình duyệt ta đâu đọc được jQuery đâu bạn, nó chỉ đọc được JavaScript thôi. Trình duyệt chúng ta đọc được HTML, đọc được CSS, đọc được JavaScript nhưng không đọc được jQuery. Ok không ạ? Thế cho nên lúc này các bạn mà muốn hiệu ứng này nó chạy được thì bắt buộc các bạn phải cài jQuery vào, gõ cái thư viện của jQuery vào thì thằng này nó mới chạy được. Các bạn hiểu không?
Rồi, lên trang chủ của jQuery với đường dẫn là jquery.org. À, jquery.com thì các bạn. jquery.com. Lên trang chủ của jQuery với đường dẫn là jquery.com ạ. Đây, mình sẽ paste cái này lên cho các bạn này, cái mít này. jquery.com. Đây. Bạn gõ jQuery thôi mà. Đây. jquery.com. Sau đó các bạn download về cái bản mới nhất cho tôi. Bản mới nhất cho tôi. Bản nào mới nhất là nào? Đây, bản mới nhất của chúng ta là bản 3.7. Ok, các bạn bấm vào download. Khi các bạn bấm vào download thì nó cho chúng ta một số các liên kết để download. Úi dồi ôi, ông nào đây ta? Ôi, bất lợi là ai đấy? Sao muộn ta? Cái tên lạ nhỉ? Thôi, chúng ta cứ quay bài học đi. Các bạn đã học muộn thế thì chết. Muộn vậy thì phải trả giá thôi. Chắc là lát về xem lại video mà. Nói chung chúng ta mà học ấy thì cố gắng là chúng ta học đúng giờ, chứ học muộn quá tới thật đấy. Cứ kiểu kiểu thế nó tạo ra cho các bạn một cái thói quen xấu là làm cái gì thì nó cứ chậm chậm rồi lười ấy. Thật, tôi nói thật với các bạn, cứ tính ấy, cái gì mình cũng phải nhanh chóng dứt khoát, đúng không? Quyết là làm luôn, đi học là đến sớm, đúng không? Kiểu kiểu thế nó làm cho cái con người mình tạo hoạt bát các bạn ạ. Chứ chúng ta đợi gần sát giờ rồi cứ cái gì cũng cứ từ từ một tí. Tôi thề các bạn luôn, mấy cái bạn đó là cái cuộc sống nó nhiều cái sự thất bại, làm gì nó cũng phải nhanh nhẹn các bạn ạ. Thế thì thời cơ nó không tuột vào tay của chúng ta được, mà làm việc như thế nó hiệu quả ấy. Thế là tôi khuyên chân thành các bạn, khuyên chân thành luôn ấy. Đấy, đấy là tôi không muốn nói những bạn là kiểu như là vì lý do nào như kia, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như là đi làm về muộn này đấy, đấy tôi cũng phải nói trước đấy. Tôi bảo thầy nó sao chứ em bây giờ công ty mới về sao mà vào được. Tối về để nhắn tin tâm sự này, trách móc chứ. Ok. Tôi nhưng mà được cái lúc này. Bạn đang hỏi gì nhỉ? Là bây giờ mình tải cái bản đầu tiên đúng không? Sao nhỉ? Từ từ bình tĩnh. Úi giời. Chết thật đấy. Hiếu hả? Hiếu ơi là Hiếu. Tại sao mà giờ này lại mới vào? Căng thế nhỉ? Nào, tôi quay trở lại bài học của chúng ta. Các bạn vào muộn thì chịu khó lát nữa về xem lại video giúp tôi nha. Đấy, tôi biết ngay mà. Hôm nay là bút chát em ạ. Bây giờ mình bắt đầu cài đấy. Lát nữa là về xem lại video nhá. Mình cài được khá nhiều rồi. Mình cài được thằng ZF rồi này. Bây giờ mình đang cài nốt thằng ZF là bắt đầu là mình chạy ấy. Thôi lát về xem lại video thôi. Đây, nó có rất là nhiều cái link các bạn ạ. Thế thì nó chủ yếu có hai cái link này các bạn này. Một là một cái link về production. Hai là cái link development. Production là gì? Production có nghĩa là dành cho người dùng cuối, là cái sản phẩm cuối cùng ấy, dành cho người dùng cuối. Còn development ấy là dành cho nhà phát triển. Thì development dành cho nhà phát triển có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể vào ta xem code của nó rồi chúng ta chỉnh sửa các kiểu ấy. Tôi mời các bạn xem này. Dành cho nhà phát triển này. Đây. Đó. Format có biết này. Đây, version này. Nhìn phát biết ngay ông này là ông Min đúng không các bạn? Đấy, ông này là ông Min. Rồi, biết rồi, chúng ta sẽ dùng cái nào nhỉ? Chúng ta sẽ dùng cái development đúng không? Để mình có thể vào mình xem biết cái gì đôi khi mình phải sửa ấy, đúng không? Ok, các bạn bây giờ con download về này. Sau đó các bạn đưa vào trong cái thư mục của chúng ta. Tôi hỏi các bạn bây giờ một tôi download file này về. Thì tôi sẽ cho thư mục nào là chuẩn nhất? Thư mục nào? Thư mục 15 cái gì? Thư mục 15 cụ thể sẽ nào? Thư mục nào là chuẩn nhất ạ? Mình đâu có thư mục nào là dư đi đâu. Đây mình chỉ có cái này. Đặt thư mục nào? Đây tôi có mới thư mục. ZF ạ. ZF ạ. Đúng không? Nó là file ZF mà. Thế cho nên chúng ta sẽ đặt nó vào thư mục ZF nằm ngang hàng với là cái file bootstrap.ZF nhé. Ok chưa? Thực ra ấy, các bạn đặt đâu cũng được, cứ miễn các bạn gọi thì đúng nó là ok. Được chưa nhỉ? Nhưng mà chuẩn quản lý nó đúng thì các bạn phải cho ZF vào với ZF, CSS vào với CSS, image vào với image rồi HTML, HTML đúng không? Đấy thì là cái code ta đôi khi là nó đơn thuần, nó đơn sơ nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải tổ chức cho nó chuẩn. Đó, cái tư duy chuẩn là quan trọng nhất các bạn ạ. Nó giúp chúng ta làm nó không được sai. Ok, các bạn đao và các bạn nhét vào tôi lưu thẳng vào luôn ạ. Đây của tôi cho phép là tôi phải chuột vào thằng development này. Đấy, save link app này. Ok.
Đấy, tôi chọn web 243. Đây, tôi chọn thư mục JS, sau đó là tôi lưu jQuery -3.7.1, tôi lưu vào. Đấy, xong đây, tôi lưu vào rồi các bạn ạ. Nó đây này. Các bạn làm sao làm, các bạn đưa nó vào trong cái thư mục JS là ok. Tôi dùng trình duyệt Firefox các bạn ạ. Có thể là có một số các cái tùy chọn tôi nó khác các bạn. Thế cho nên là đơn giản là các bạn làm sao mà cứ lưu về mà cho được vào cái thư mục JS thì là ok. Xong chưa Minh? Rồi. Các bạn lớp cho nó hết chưa? Rồi ha. Bây giờ chúng ta đến bước cuối cùng là kiểm tra xem, tóm lại nãy giờ mình viết một đống cái này nó có vào hay không ạ. Chứ mà các bạn cứ gõ, người gõ cho nó vui nhưng mà không vào được thì cũng chịu nha. À, chết, tôi còn thiếu. Còn chưa gọi, các bạn gọi chưa? Ừ, chưa gọi mà cũng ngồi xong rồi. Bây giờ chúng ta cần phải gọi vào. Thế thì cái thằng này nó là thư viện các bạn ạ. Mà đã là thư viện thì thư viện phải vào trước, rồi xong bắt đầu là cái hiệu ứng từ thư viện đó phải vào sau. Đúng không các bạn? Thư viện vào sau thì còn chạy làm sao được nữa. Như vậy tôi nhân đôi nó lên và tôi đổi tên thằng trên thành cái file thư viện nha. Đấy, đúng không? Được chưa các bạn? Như vậy chúng ta sẽ gọi thư viện jQuery vào trước và cái hiệu ứng chat.js từ jQuery này sẽ vào sau. Ok. Đấy, như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cài là thành công rồi đấy. Bây giờ chúng ta test thử xem là có đúng là cài thành công hay không. Các bạn ơi, các bạn chỉ có chăm chỉ này. Bài tập mấy hôm nay tôi giao về nhà, các bạn bắt đầu là tiến bộ rồi, là làm đầy đủ và gửi như kiểu thậm chí gửi sớm cho tôi, gửi kiểm tra là chuẩn đấy đấy. Như thế bắt đầu đi nha. Được chưa? Bạn thấy không? Các bạn gửi phát tôi check phát là tôi sẽ rep lại bạn ngay được hay không? Góp ý là như thế nào ngay mà đúng không? Thế cho nên là các bạn phải làm đầy đủ gửi tôi check kiểm tra. Các bạn cứ tuân theo đúng cái trình tự như thế là tôi đảm bảo các bạn học được, các bạn làm được. Khẳng định luôn. Bạn cứ mà rời xa những cái góp ý của tôi là hỏng nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra này. Kiểm tra nha, tôi tắt mấy cái dòng riêng này đi nha. À, cái thằng bút chắc để nha, mình cần đó. Các bạn F5 lại trình duyệt để nó load lại toàn bộ cái code vừa rồi ha. Thế sau đó là các bạn phải chuột vào, các bạn view kết xuống, xem mã nguồn trang ha. Đây. Các bạn thấy không? Chúng ta có các cái link cần phải mở lên. Mở đầu tiên là các bạn bấm con lăn chuột vào cái bootstrap.js này. Đấy. Tiếp theo là jQuery này. Đấy, bootstrap.js này. Đấy, các bạn bấm con lăn chuột để mở một cái tab mới đi ạ. Sau đó kiểm tra xem nếu bạn thấy code có nghĩa là các bạn đã link tới đúng cái file đó. Ok. Ok. Đấy, bạn nào mà hiển thị page not found thì là die nha. Có nghĩa là đường dẫn của các bạn tới đó không đúng rồi đấy. Xem kỹ lại cách gọi đi, xem các thuộc tính như là href hay src có viết sai ngữ hiện tại hay không. Cũng được đấy nhưng mà không thích. Tóm lại là em hãy tuân theo đúng cái quy tắc này, cho hết vào cái buổi này đi. Ờ, em tạo ra buổi mới rồi đúng không? Cho hết vào buổi ngày hôm nay, không có dùng chung nha. Thầy ơi, thầy ơi, thầy Kim, thầy làm lại cái bước kiểm tra này. À, ok em. À, bạn ấy tên gì thầy cứ quên nhỉ? Bạn vừa rồi là tên gì nhỉ? Dạ em tên Minh này. À, Lê Minh đúng không? Đây, ok. Đây nhá. À, đầu tiên là mình phải refresh lại cái trình duyệt để cho mình cập nhật cái code mới nhất trên cái trang HTML của mình nhá Minh nhá. Thế sau bắt đầu là em phải chuột vào màn hình này. Đó, view page xuống để xem cái mã của cái trang của chúng ta ấy. Đấy, được chưa? Mã đây. Thế thì ở đây chúng ta thấy có một số các cái link dành cho cái trang HTML. Thế thì thực ra cái thằng style.css là chúng ta làm mấy hôm nay rồi thì làm gì có chuyện nó sai được đúng không ạ? Đấy, thế cho nên mình chỉ cần mở ba thằng mới thôi, đó là thằng bootstrap.css này. Thế thì chúng ta có thể là phải chuột vào, sau đó là open link in new tab, đúng không ạ? Có nghĩa là mở cái liên kết này ở một cái tab mới. Còn các bạn có con lăn chuột thì bây giờ chuột nào chẳng con lăn đúng không ạ? Các bạn bấm thẳng con lăn chuột vào thì nó sẽ chính là mở cái liên kết này ở một tab mới. Ok chưa? Đấy, tôi là phải giảng như kiểu giảng cho mẫu giáo đấy. Đấy, được chưa? Đấy, bấm thẳng con lăn chuột vào ấy. Hoặc là nếu mà chuột bạn nào mà không có con lăn thì các bạn phải chuột vào các bạn open link new tab, nghĩa là mở cái liên kết này một tab mới, được chưa? Đấy, nếu mà các bạn mà xem mà thấy code của nó có nghĩa là cái link nó link đúng cái file ấy hả? Đơn giản là vậy thôi. Còn các bạn mở mà không thấy code thì có nghĩa là các bạn đang link tới sai file. Link tới sai file thì có lẽ nó phần lớn là nó rơi vào cái kiểu là các bạn sai các cái thuộc tính như src này,
hay là hát này, hay là có thể là cái thẻ này các bạn thiếu thuộc tính gì, hoặc là các bạn biết sai cái tả đâu đó thiếu lắm nhất để chưa nhập. Chứ còn cái việc mà chúng ta URL thì các bạn có làm gì đâu, muốn thì nhiệm vụ bạn bấm chấm duyệt cho nó, bạn chọn thôi mà, thì làm sao mà sai được, đúng không? Còn ông nào mà tự tay gõ thì tôi cũng chịu luôn nha, được chưa? Bởi vì tự tay mà gõ ấy, là nó rất dễ bị sai lỗi chính tả ấy, đúng không? Nhưng mà đương nhiên là chỉ sai lỗi chính tả với những bạn mới thôi, chứ còn làm lâu rồi thì cũng ít sai lắm. Nhưng mà thôi, chấm duyệt cái thì đi chọn nó nhanh, đúng không? Đó là những cái hỗ trợ của tool mà gì mà chúng ta không dùng. Ok chưa? Thế nhá. Nào, có bạn nào mà không mà bị lỗi bước này không ạ? Bước này mà lỗi nữa là cũng căng lắm đấy nhá. Có nào bị lỗi không? Lỗi nói không kiểm tra chưa? Hoặc là bạn nào ở trên Meet mà bị lỗi thì xem màn hình xong nói tôi để tôi biết nhé. Đấy, chỉ có mỗi vậy thôi mà các bạn. Như vậy là xong đấy. Hùng à, Hùng lại dính à? Đấy, bảo rồi, đấy đi học trực tiếp còn thế nhá, hôm nay mà online đứt cước. Đấy, ngồi vị trí đấy là chuẩn rồi đấy, hôm trước ngồi một bàn bên kia, hôm nay ngồi đấy là đúng phong thủy đấy. Hy vọng sang tuần làm dự án này Samsung nó không bắt em ở lại. Xong nó bắt ở lại đây thôi, đảm online căng lắm. Ok, chúng ta đợi 1-2 phút nữa để một số bạn thứ nhất là hoàn thiện nốt cái đoạn này, cái thứ hai là để xem lớp mình có bạn nào muốn hỏi han gì không, đúng không? Bởi vì có thể có nhiều bạn không hiểu, nó chuyện bình thường chứ, nó cũng có nhiều bạn kiểu mới tiếp xúc với kiểu làm việc như này ấy, không hiểu ấy, thế cho nên là cần hỏi thì các bạn sẽ hỏi nhá, và tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Sau 2 phút nữa thì chúng ta sẽ lại tiếp tục. Cài xong rồi là bây giờ là bắt đầu là học đấy. Các cái thẻ HTML thì mình chỉ gõ tên thôi, Enter cái nó ra luôn, nó ra luôn cả thẻ, tới nó ra luôn cả thuộc tính hoàn chỉnh luôn. Hãy subscribe cho
chúng ta đừng gõ enter thôi, chấm duyệt cái thì cứ thế chọn thôi mà. Chọn rồi enter rồi đây lại hiển thị tiếp rồi lại enter cứ thế thôi. Chúng ta đừng có viết, viết sai hết. Mới đầu học chúng ta cứ làm theo gợi ý của nó thôi. Sau này thành thạo rồi thì chúng ta sẽ tự gõ, tự gõ thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Các bạn xem biết đây, các bạn đã cài xong chưa? Cài xong rồi các bạn gõ một chúng tôi với nhé. Các bạn xem biết đây, nếu xong rồi gõ một chúng tôi với nhé. Nào nào, tại sao có mấy bạn này, gõ một đi nào các bạn ơi. Xong rồi mà hiểu rồi nhé, xong rồi hiểu rồi gõ một chúng tôi với nhé. Ok. Sao Hùng xong chưa? Chưa xong ạ? Được chưa? Ờ, ok. Xong nhỉ? Mày đập lại nhá. Để cài cho bạn mới. Thì đây. Em đây xin phép nghe giảng thôi, xem lại video là bài tập sau. Ok 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 ok. Nào, như chúng ta vừa cài thành công rồi ấy, bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang chủ Bootstrap là getbootstrap.com, vào cho tôi phiên bản là 4.6, phiên bản là mới nhất của bản 4, và sẽ bắt đầu tìm hiểu về Bootstrap thông qua 4 mục menu mà tôi vừa giới thiệu. Nếu mà hướng dẫn cho các bạn thì tôi hướng dẫn theo thứ tự như sau: 1. Layout, 2. Component, 3. Content, 4. Utility. Vì sao mà tôi lại hướng dẫn theo cái thứ tự như vậy thì tôi sẽ nói như thế này, các bạn sẽ hiểu ngay này. Layout là gì? Đầu tiên tôi đã tổng quan trước. Thế sau khi tổng quan xong thì bắt đầu tôi đi vào chi tiết từng thằng một để các bạn hiểu và lấy ví dụ, đúng không? Tổng quan đã để các bạn định hình chúng ta sao cái gì đã. Layout là gì? Layout là cái mục mà giúp các bạn tạo ra cái bố cục ban đầu, gọi là cái khối, gọi là khối lớn ấy, của một giao diện web. Thế các bạn hiểu khối lớn là những cái gì không? Khối lớn đó là chúng ta sẽ có một cái cấu trúc cha, đúng không? Trong cấu trúc cha sẽ chia trang web thành các khối chính, chẳng hạn như là header, sidebar, main, footer, kiểu như thế, đúng không các bạn? Có thể chia ra những khối chính, khối lớn trên toàn bộ trang web. Thì được tạo bởi là layout, được chưa? Thế thì khi mà học xong phần layout, tạo ra những cái bố cục chính rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ vào cái khối đó để chúng ta cốt các cái chức năng, đúng không ạ? Cốt các cái chức năng. Thế thì phần content là gì? Content là những cái thẻ HTML. Nó là thẻ HTML thôi, nhưng bạn nói thẻ HTML mình học rồi, nhưng bây giờ mình học lại à? Không, nó là những thẻ HTML nhưng được Bootstrap style cho những cái hiệu ứng đặc biệt, nhìn nó đẹp hơn, hiện đại hơn, ok không ạ? Các bạn còn nhớ chúng ta học bảng ở trong HTML rồi đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy bảng HTML rồi chưa? Có đẹp không các bạn? Trời ơi, lắc đầu ngay đúng không nhỉ? Quá xấu. Ok, tôi bấm vào content, tôi bấm vào table, tôi cho các bạn xem bảng ở trong Bootstrap ạ. Đây, các bạn thấy rõ ràng bây giờ nó có đường kẻ mảnh như thế này, được chưa các bạn? Đấy, đường kẻ mảnh rồi đây. Rồi đấy, có màu sắc rồi đây này, được chưa các bạn? Các bạn thích cái màu khác thì có màu khác đây. Đấy, đây là các kiểu bảng ở trong Bootstrap ạ.
đây đúng không, đấy thậm chí là nó cho đây được kẻ mảnh các bạn này, phân cách này trước cái bảng nó được gần to tướng đúng không nhỉ, đây thậm chí là có cả đưa hiệu ứng đưa chuột vào nó sẽ thay đổi lại màu sắc nữa đây đúng không, đấy đấy như bạn bảo mình dùng thế nào còn dùng như nào nữa, nó có mẫu hết đấy. Tôi em copy này tôi paste vào đây nhá, các bạn mà cài bút chát thành công rồi là ok rồi đấy, tôi xếp lại ra ngoài cho bạn xem này đấy đấy ok không ạ. Như vậy bây giờ các bạn muốn thêm một dòng thì lại nhân cái cấu trúc này của nó ra là một dòng này tr này đúng không ạ, muốn thêm một cột thì td này, học hết rồi các lớp hiểu chưa, quá easy đúng không ạ, hết rồi được không ạ. Ngoài ra thì các bạn phát hiện ra nó có thêm cái th, thực ra là các bạn th hay là td nó như nhau, chẳng qua cứ mỗi một cái này thì nó cho cái th này là viết tắt của từ hết ấy, đầu ấy được chưa, thằng đầu thì nó sẽ sử dụng là th thì là đầu, hoặc nhìn vào code nó biết ngay à đây là phần đầu, thêm thì nó đỡ bị lệch ấy, đôi khi cứ nhìn vào td td không biết thằng nào thằng đầu thằng nào cuối được chưa, th rồi t hit thì t phút thì các kiểu kiểu đấy. Các bạn td hết thì tôi cũng được chẳng sao. Như vậy các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là sau khi học layout chính thì bắt đầu code chức năng thì bạn cần hát thẻ HTML đúng không ạ? Code các chức năng thì cần các thẻ HTML khác. Ừ, đấy, chúng ta học đến phần content để sử dụng các cái thẻ có sẵn của nó được style để chúng ta làm cho cái cấu trúc nó đẹp hơn. Như vậy các bạn đã hiểu cái bootstrap của chúng ta, cái phần layout là gì và phần content là gì chưa? Đấy, content là những thẻ HTML đúng không ạ? Nó là những thẻ HTML thì được style đẹp hơn. Được chưa nhỉ? Sau đó đến cái phần thứ ba. Phần thứ ba của chúng ta đó là phần component. Component là phần cực kỳ quan trọng. Đây là cái phần mà xây dựng sẵn cho chúng ta các cấu trúc HTML. Chẳng hạn như là menu này, hay là header này, hay là footer này, hay là danh sách sản phẩm này, danh sách bài viết này, nó làm hết rồi. Công việc các bạn bây giờ là vào trong đó xem qua một lượt vài chục thằng đến vài trăm thằng, nhớ trong đầu khi nào cần truy cập vào trong đó mà copy ra, có hiểu không ạ? Đấy, nó hiểu không? Nó cấu trúc hết rồi. Hồi lát nữa chúng ta nhìn sau nhé. Tổng quan qua đã, được chưa? Và cái thằng cuối cùng có tên gọi là GTT. Thằng này thì thực sự là phải đợi chúng ta học qua mấy thằng kia thì cái thằng này chúng ta mới vỡ ra được. Là cái gì nhá? Tôi sẽ đợi thằng này tầm khoảng 10 phút cuối tôi sẽ nói sau cùng, được chưa nhỉ? Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết từng thằng một với thứ tự, đó là chúng ta sẽ đến layout, content, rồi component, GTT, được chưa? Layout trước. Như tôi nói, layout nó chính là cái tổ chức cốt ban đầu, chia giao diện của ta thành những cấu trúc lớn, cấu trúc chính, được chưa? Các bạn hãy nhìn vào cho tôi cái layout sau. Đây. Hệ thống lưới trong bút chat. Các bạn hãy sử dụng một phút để các bạn đọc qua cái nội dung này cho tôi. Sau đó tôi sẽ giảng cho các bạn. Chỉ cần một cái slide này là đủ toát lên cái bản chất của layout ở trong bút chat. Các bạn nhớ cái bài tập hôm rồi mình làm cái menu độ rộng menu bằng 1140 không? Đấy, đã hiểu con số 1140 chưa? Nó chính là độ rộng của trang web sử dụng Bootstrap. Website mà sử dụng Bootstrap thì độ rộng mặc định nó là 1140 cm. Có sửa được thành một cái độ rộng khác không? Có chứ, đương nhiên. Hoàn toàn có thể sửa được, đúng không? Ok, tôi sẽ giảng nha. Khi bắt đầu thiết kế của trang web, các bạn cho tôi một cái deep tra bao lên toàn bộ trang web, bắt buộc class phải là container. Khi mà các bạn cho class container thì lập tức cái deep đó của chúng ta nó sẽ có độ rộng là 1140 pixel và tự động căn giữa vào trung tâm màn hình. Ok chưa? Thì đúng là cái deep đó cái deep mà sẽ là chứa toàn bộ nội dung trong cái trang của chúng ta không? Ok. Thế thì cái cách thức làm việc của cái hệ thống lưới trong Bootstrap nó giống như là làm việc với bảng ở trong HTML, không khác gì cả. Tạo bảng, trong bảng sẽ có dòng, trong dòng sẽ có cột, đúng không ạ? Thằng này cũng thế. Một cái container chứa ngoài cùng. Trong container các bạn sẽ xem trang web của chúng ta chia thành bao nhiêu dòng. Các bạn phải phải tự mà phân tích để chia.
Mỗi một dòng đó các bạn sẽ mô tả bởi một cái div có class là row. Nếu như các bạn mà có div nhưng không có class là row, nó sẽ không coi đó là một dòng ở trong Bootstrap. Mà không phải là dòng thì không có khả năng chia. Chia cột. Ok không ạ? Như vậy các bạn có thể có một cái div nào đó ở trong container mà không phải class là row. Mà không class là row thì không thể chia. Chia cột được. Ok không ạ? Như vậy các bạn muốn chia cột thì phải có class đâu. Còn không có class đâu thì nó chỉ là một cái div bình thường, các bạn vẫn hay code HTML. Ok chưa? Như vậy các bạn muốn chia cột thì bắt buộc các bạn phải có dòng class là row. Tương tự như vậy, trong class row các bạn muốn chia bao nhiêu cột thì các bạn có bấy nhiêu div, nhưng nó chỉ coi div đó là một cột với điều kiện div đó phải có class theo cấu trúc là con(x,y) với x là chế độ màn hình các bạn muốn hiển thị cho clip đó, và y chính là độ rộng của clip đó ở trên cái màn hình các bạn muốn hiển thị. Nào, các bạn có hiểu vấn đề chỗ này không ạ? Từ sẽ hiểu cái này, nhưng tôi muốn nói muốn cái clip đó là cột ở trong dòng thì phải có cái class là con(x,y). Rất hiểu chưa? Còn các bạn mà cho rất nhiều clip vào trong cái row này nhưng các bạn không có class này thì cái clip đó nó không là một cột đâu ạ, nó sẽ gây ra sự vỡ rối loạn cái cấu trúc dòng cột của bạn này. Rất hiểu chưa? Ok. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hiểu về vấn đề chia hệ thống lưới ở Bootstrap đã. Chưa hiểu được thì bạn sẽ chia sai hết. Chia sai hết nha. Ok. Bây giờ các bạn thử chia hộ tôi một cái giao diện này xem nào. Tôi sẽ vào trang Zing New đi ha. À. Thử xem các bạn chia kiểu gì nào. Đây. Ví dụ như này đi. Tôi sẽ có một cái container chứa toàn bộ trang web của chúng ta, được chưa? Rồi sau đó là trong cái container thì sẽ có là row đúng không? Thế thì không phải đây là một row đúng không các bạn? Rồi đâu là một row nữa? Đoạn này có phải một row không? Hay là đây là một row ạ? Hay đoạn này một row ạ? Nguyên khối này là một row đúng không? Đúng. Rồi row nữa ạ? Đâu là một row nữa? Cái book là một row đúng không các bạn? Phải book là một row không? Đúng rồi. Media là một row đúng không các bạn? Rồi cái đoạn này là một row à? Hay như nào? Nguyên cả cái đoạn nội dung này là một row các bạn này. Đây. Đến đây này. Đúng các bạn nhỉ? Không phải đến đây không? À không, hình như là không đâu. Hết luôn các bạn. Hết luôn cái danh sách này là một row các bạn. Rất hiểu chưa? Rồi lifestyle là một row ạ. Tin tức về công nghệ và nội dung liên quan nó phía dưới là một row ạ. Giải trí, thể thao, xã hội, pháp luật và cái đống tin liên quan của nó dưới là một row nữa. Hiểu cách chia row chưa? Chia thành những khối lớn các bạn. Đúng chưa? Và trong khối lớn đó thì bạn thấy có thể có một chức năng hoặc một vài chức năng nhưng là khối lớn. Như vậy bạn đang hiểu chia khối lớn, chia row của thằng layout chưa? Rồi bây giờ đến cái hay hơn nè, chúng ta sẽ đến với là chia cột ạ. Chia cột ha. Nào, các bạn chú ý cho tôi chia cột ạ. Bây giờ thoại bạn nhé. Đây, bây giờ cái này người ta gọi là cái gì? Trên cái menu cái này người ta gọi là cái gì nhỉ? À trên một cái trang web người ta gọi cái thanh này gọi là cái gì? Không, chúng ta gọi bằng không. Đây. Người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là header đúng không ạ? Cái này header các bạn. Rồi bây giờ tôi hỏi các bạn, chia cột header sẽ chia như nào ạ? Đây, chúng ta có nguyên một header này có phải là một row không ở lớp? Thử ý tôi điều này không ạ? Tôi hỏi các bạn mấy cột? Mấy cột ạ? Không. Chia thành mấy cột ạ? Có nghĩa là 4 cột. Nào, bạn tập trung này. Khi mà tôi nói chia cột, bạn nhìn này. Đây nha. Khi mà tôi nói chia cột có nghĩa là các bạn phải trả lời cho tôi là dùng bao nhiêu div ấy. 3 cột thì là 3 div, 5 cột thì là 5 div, các bạn hiểu không ạ? Đây là chúng ta đang muốn nói đến là gì? Là bao nhiêu div để có thể tạo ra được số cột ở đây. Các bạn hiểu số cột là số div mà đúng không ạ? Bởi vì cứ một div này là một cột đúng không ạ? Ok. Nào, mấy cột? Nhìn kỹ đi. 4 ạ. 4 ạ. Hào bảo là 4 cột. Đó. Nào các bạn ơi, mấy cột ạ? Mấy cột ạ? Có bao nhiêu cột chỗ này ạ? 3 cột ạ. Kinh thế nhỉ? 2 luôn ạ. Sơ thật, bao nhiêu? Dùng 2 cũng được á. Nào các bạn nào có đang ăn khác không ạ? Bao cột ạ? Sao các bạn cho các con số nó ít thế nhỉ? Bao nhiêu? 12 cột. 12 cột. À, đếm này. Khả năng có vẻ như là 1 này, 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 nhá. Đúng không ạ? Ok chứ các bạn có hiểu cách của các bạn không? Này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đúng không ạ? Chuẩn chưa các bạn? Ý tưởng của bạn là như thế, chứ còn không biết đúng hay sai nha. Rồi. Các bạn chú ý, tôi rất thích cái câu trả lời vừa rồi. Bởi vì cái câu trả lời vừa rồi là câu trả lời nó rất đặc thù với sai. Sai kinh điển luôn, mà đây là một cái sai mà tôi sẽ mang nó ra để tôi giảng cho các bạn. Bởi vì nó rất là hay, câu trả lời này nó mới giúp các bạn hiểu vững vấn đề nha. Ok, 12 cột, đồng ý chưa? Thế thì các bạn cũng biết được cái việc chia cột ở trong bút chắc nó làm cái gì không? Nhiều bạn nói chia cho vui, chia thôi, cứ tính thấy mà thấy cái nằm trên cột một dòng là chia thôi. Không phải đâu ạ. Nguyên tắc của bút chắc, cái cột của bút chắc hoạt động theo như sau ạ. Khi mà các bạn vào các bạn đừng bé hơn, nó không còn đủ chứa đủ số cột đó nữa, thì những thằng cột phía sau phải làm sao ạ? Phải xuống dưới, và nó cứ ép dần các thằng phía sau phải xuống ạ. Các bạn hiểu không ạ? Quả này các bạn chia này thì các bạn sẽ thấy một vấn đề là cứ càng vào là mấy cái thằng giải trí thể thao này cứ rớt. Các bạn có thấy là một cái chức năng nào mà nó vắt một nửa bên trên, một nửa nó vắt chéo phía dưới này không ạ? Như vậy là chia cột phải chia theo chức năng, xuống là xuống cả toàn bộ chức năng đó luôn ạ. Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Như vậy trong tình huống này tôi sẽ chia thành 3 cột, một cột logo, một cột menu và một cột chứa search ạ. Xuống một chức năng search luôn, vào một menu xuống luôn. Các bạn tưởng tượng được chưa? Anh hiểu chia cột ở trong bút chat chưa? Chia kiểu bắt bẻo thế thì căng quá. Ok chưa? Rất cảm ơn cái câu trả lời của em để làm cho các bạn hiểu vấn đề. Thực ra các bạn có thể trả lời đúng, nhưng các bạn không hiểu đâu. Ok không ạ? Như vậy các bạn đã hiểu chia cột trong bút chat chưa? Sau này mình phân tích để chia như thế nhé. Các bạn tưởng tượng nó sẽ rớt xuống đấy. Rớt. Ok chưa? Khi thu vào bút chat nó tự đẩy mà. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Ok. Thế thôi. Đơn giản là vậy. Như vậy các bạn đã có tư duy về chia dòng. Chia cột chưa? Ok. Rồi. Nào. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ còn một cái cuối cùng nữa ở trong cái chỗ này, đó là thế thì XY là gì? Như tôi vừa nói các bạn á, là chúng ta đang thông báo cái cột này sẽ có độ rộng bao nhiêu ở trên thiết bị nào. Có nghĩa là cái class này này là nó cho các bạn biết chính xác, thông báo chính xác là độ rộng của cái thằng đó bằng bao nhiêu. Nhưng nó chỉ có tác dụng ở trên cái thiết bị đó thôi, chứ còn ở thiết bị khác thì nó lại là một cái bit thuần túy. Các lớp hiểu không? Như vậy là các bạn sẽ phải khai báo từng cái bit một, từng độ rộng một trên từng thiết bị một đấy ạ. Được không? Rồi, chúng ta bắt đầu thấy hơi bị bắt đầu loằng ngoằng đúng không? Không sao, tôi đảm bảo các bạn khi bạn làm vào dễ lắm. Dễ, nói sai là tôi thề các bạn là tôi không có sai luôn, dễ. Tuy là hơi loằng ngoằng thôi, vào làm dễ ngay. Lát nữa ví dụ đã dễ rồi, đừng nói đến phần bài tập và dự án nữa. Ok, hôm nay của mình chỉ có các cái ví dụ để mình check, mình làm thôi, không có bài tập các bạn ạ, không có bài tập. Hôm nay là buổi gọi là xả hơi để tuần sau làm dự án, cho nên là không có bài tập. Ok, tôi sẽ đến với cái thằng X này trước, đó là thiết bị. Đây là những thiết bị ở trong bút chat các bạn này. Đây. Đây là những thiết bị ở trong bút chat. Đầu tiên, đây là màn hình rất lớn, đúng không? Màn hình rất là lớn. Ok chưa? Đấy, màn hình rất lớn. Nó có độ rộng là lớn hơn 1200 pixel. Đây là những màn hình rất lớn. Những màn hình đó các bạn biết là những màn hình gì rồi đúng không? Đấy, ở TV, TV các kiểu ấy đúng không? Những cái máy mà các bạn thấy cái màn hình Johnson design to này. Đấy. Ok. Màn hình này có độ rộng là lớn hơn khoảng 1200 pixel. Màn hình thứ hai, màn hình phổ biến nhất của chúng ta, laptop và PC. Nó có độ rộng trong khoảng là từ 992 pixel đến 1200. Màn hình thứ ba đó là tablet. Nó có độ rộng trong khoảng từ 768 tới 992. Đấy, thấy cái quả này của cái buổi ngày trước set 30 MB chưa? Đấy, nó có độ rộng ở trong khoảng này. Màn hình thứ tư của chúng ta đó là smartphone có kích thước lớn. Nó có độ rộng từ 576 cho tới là 768 pixel. Và màn hình cuối cùng của chúng ta đó là màn hình smartphone có độ rộng tiêu chuẩn. Đó là nhỏ hơn 576 pixel. Ok chưa? Đấy, các lớp có hiểu không ạ? Rồi, ok. Thế thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái trang web chúng ta chạy ở trên 5 thiết bị này. Nhưng mà tôi nói thật các bạn, trong thực tế, các bạn có nghe cái khái niệm là cái giao diện web hay là cái web của chúng ta chạy trên 3 thiết bị không ạ? Các bạn có nghe cái câu đó bạn, người ta chỉ nói 3, không nói 5 đâu. Đúng không ạ? Ok, tôi sẽ cho bạn biết vì sao mà lại chỉ có 3 thôi nhé. Ví dụ bây giờ tôi làm một trang web. Trang web phổ biến của chúng ta
Các lớp tiêu chuẩn của chúng ta bây giờ thông thường nó sẽ có mấy cột các bạn? Khoảng là 2 hoặc là 3. Hai cột thì là có một cái sala bên trái chứa menu hoặc là các cái banner quảng cáo và có phần main bên phải. Còn nhiều trang thương mại điện tử công kênh thì có thể là có hai cột hai bên và cột bên ở giữa, đúng không? Thì mình chơi thẳng ba cột đi nhá. Ví dụ là một cái trang web tiêu chuẩn của chúng ta hiển thị rất đẹp ở trên laptop, ba cột được không ạ? Thế thì nếu mà chúng ta đưa lên trên cái màn hình lớn hơn thì chúng ta định làm gì với nó ạ? À? Thì mặc kệ nó, lên nó tự giãn, tự to ra nhìn càng dễ, đúng không các bạn? Như vậy là chúng ta đâu cần phải làm gì với cái thằng ở trên màn hình lớn đâu. Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Ok, thế thì khi mà vào màn hình bé hơn thì chắc chắn ba cột mà vào màn hình bé thì nó sẽ không ổn đâu, đúng không các bạn? Thế cho nên là nó sẽ hạ cái cột thứ hai xuống dưới, đúng không? À, hạ cột thứ ba xuống dưới, như vậy lúc này vào máy tính bảng khả năng cao là chỉ còn hai cột thôi, đúng không các bạn nhỉ? Và cái việc đó là do chúng ta phải làm, đúng không? Ta phải làm đấy. Như vậy là chúng ta thấy là à, làm một thiết bị này, đúng không? Làm hai thiết bị này, đúng chưa? Thế thì mà khi mà vào điện thoại thì chắc chắn rằng là hai cột, và nhất là cái cột mềm rất là to để sao mà chứa được, đúng không các bạn? Thì cột lại xuống tiếp và lúc này giao diện chỉ còn một cột thôi, và cái này chúng ta cũng phải làm, đúng không? Như vậy làm một thiết bị này, hai thiết bị này, ba thiết bị này, đúng không ạ? Bây giờ mình vào màn hình bé hơn, trời, nó có một cột rồi các bạn ạ, hết rồi, còn cái gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà làm. Vào màn hình bé hơn thì tự động sẽ nhỏ lại, đúng không các bạn nhỉ? Và chúng ta có làm thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm những cái tiểu tiết như kiểu là sử dụng CS3 Media, truy cập vào những cái phần tử nào đó mà cái text nó bé quá thì cho cái không size nó to lên một chút thôi, chứ còn về cấu trúc thì sao bạn? Chỉ một cột hết rồi còn làm gì nữa đâu, các bạn bẻ đôi làm sao nữa, các bạn tưởng tượng được không? Thế cho nên là mình có thể sử dụng CS3 Media để mình làm cả năm thiết bị, nhưng nói về cấu trúc layout thì chúng ta chỉ làm ba thiết bị thôi ạ, đúng không các bạn? Cấu trúc layout ta bẻ được nữa, đúng không? Còn CS3 Media thì mình có thể tìm về các cái độ rộng này, bởi vì các bạn biết min width and max width là chúng ta tìm tới cái độ rộng mà, đúng chưa các bạn nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta chốt lại là chúng ta trong thực tế là chúng ta chỉ làm ở trên ba thiết bị: laptop, PC, tablet, smartphone. Ok chưa? Rồi nha. Thế thì như vậy là các thiết bị các bạn biết rồi nha. Thế thì nếu như các bạn mà muốn làm ở trên laptop, PC thì chúng ta sẽ có ích chính là LG đấy ạ. Đây. Như vậy là con LG. Máy tính bảng sẽ là con MD, điện thoại sẽ là con SM. Các lớp hiểu chưa? Đấy, cái ích nó chính là cái LG, MD, SM đấy. Xong chưa? Bây giờ mình sẽ đến cái thằng cuối cùng. Vậy thì độ rộng thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu pixel đây? Không phải pixel đâu các bạn ạ. Độ rộng ở trong bootstrap nó nói như thế này. Nó bảo là tôi chia cái dòng đó ra thành 12 phần bằng nhau. Tôi không cần biết cái dòng đó của anh độ rộng bằng bao nhiêu, tôi cứ chia nó băng nó thành 12 phần bằng nhau. Anh muốn cái cột của anh rộng bao nhiêu thì cứ nhặt cho tôi lên một số cột nhất định trong 12 cột. Như vậy là nó tính theo tỷ lệ phần trăm đấy các bạn ạ. Đúng không? Bởi vì một cái giao diện web nó đâu có cố định bao nhiêu đâu các bạn. Thế thì làm sao mình cố định cụ thể cái cột nó bằng bao nhiêu pixel được? Cho nên là gì? Ông rộng 1.000 pixel thì ông nhặt cho một số cột của 1.000. Ông chỉ còn 600 thì ông nhặt cho một số cột 600. Đúng không các bạn? Chứ bây giờ sao cho cụ thể được? Như vậy các bạn hiểu cách tính của nó chưa? Đấy, nó chia thành 12 phần bằng nhau. Và chúng ta muốn rộng bao nhiêu chúng ta tự điền con số vào. Như vậy chẳng hạn như nếu như mà tôi muốn cái độ rộng của cái tip đó bằng 1/3 toàn bộ trang web thì chúng ta sẽ có mấy cột ạ? 1/3 là 12 chia 3 đúng không ạ? Tổng đó bằng 4. Các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Đúng không? Phải không? Nó có tổng 12 cột là của toàn bộ trang web. Bây giờ mình muốn một cái tip nào đó nó chỉ bằng 1/3 của toàn bộ trang web thôi thì có phải là nó chiếm 1/3 của 12 không ạ? Như vậy là 12 mà chia cho 3 là bằng 4 cột. Đấy, các lớp hiểu chưa? Và chúng ta điền 4 vào đây này kiểu như thế. Ok chưa? Rồi, lờ mờ lắm. Rồi, bây giờ lấy cái ví dụ đi, tôi sẽ mời 3 bạn trong lớp làm cho tôi 3 ví dụ sau. Các bạn có thể là tạo ra ví dụ này cùng với tôi ạ. Các bạn cho tôi một cái div có class là container. Đấy, một cái div có class là container. Trong div class container các bạn cho tôi một cái div có class là row. Được chưa? Trong div class row chúng ta sẽ có 4 cái div con. Đúng không ạ? Trong row ta sẽ có 4 cái div con ạ. Div. Được chưa? Chúng ta sẽ 4 cái div con. Đây, div
À, tôi xem nào, clip này chúng ta sẽ cho nó một cái class là bóc nha. Đấy, clip là bóc, ok chưa? Trong clip đâu chúng ta sẽ có clip class bóc và ta sẽ nhân 4 lên là 4 cái. Ok, được chưa? Đây, nó sẽ ra như này. Ê, các bạn phải làm quen cách viết như này nhá. Ờ, cần tôi viết lại không ạ? Được rồi ạ. Không. Đấy. Rồi, à, tôi sẽ đánh số vào để nhìn cho nó trực quan nha. Tôi sẽ đánh số vào nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, nào mình làm tí set S vui vui vẻ vẻ với nó đi các bạn ơi. À, chúng ta sẽ có bóc chấm bóc. À, chúng ta chỉ cho nó độ cao là 100 pixel. Và cho nó background các bạn ạ. Background màu vàng nhá. Yellow green đi ha. Màu sạch. Đấy. Sau đó ra bên ngoài xem hình dáng nó như nào, đúng không? Ta tạo ra một cái container. Đấy, trong container thì có row, trong row thì có 4 côn, đúng không? Mà chúng ta chưa cho, ta tạm thời cho 4 cái nít đã. Đấy. Cứ cho 4 cái nít đã. Đánh số để mình nhìn dễ hơn, sau đó mình style một chút. Được chưa? Ok, nếu bạn nào xong rồi thì thôi, bạn nào chưa xong thì thôi cũng dừng lại, bởi vì lát nữa tôi cho bạn thời gian để các bạn chép cái đống này vào. Ok chưa? Ra ngoài tôi sẽ giảng cho các bạn, bởi vì đang nghe đang gọi là vào guồng các bạn. Ta phải làm luôn cho đỡ quên. Đây, nó như này các bạn này. Đấy. Nó như thế này là chuẩn đấy. Nào, các bạn có thấy là nó đã điều khiển cái khối này vào trung tâm màn hình 1140 rồi không ạ? Đúng chưa các bạn? Đúng chưa? Rồi, thế nhiều bạn đã thấy tại sao mà bốn clip này nó nhìn nó sâu sắc với nhau? Ừ. Bởi vì các bạn hiểu là bây giờ cái clip này của ta nó không có clip bình thường nằm bên ngoài nữa, mà nó đang nằm ở trong row rồi. Nằm trong row thì các bạn chú ý là chúng ta phải khai báo gì, độ rộng của clip đó ở trên thiết bị nào. Chúng ta đã khai báo nó chưa? Chưa khai báo nó thì đương nhiên nó chưa có độ rộng, đúng chưa? Bây giờ muốn có độ rộng thì mình sẽ cần phải khai báo class cho từng cái clip đó, đúng không ạ? Rồi. Ok, bây giờ thầy sẽ mời ba bạn. À, một bạn ở trên mid đi. Nào, bạn nào ta? À, mời Hào đi. Hào ơi, on mic. Hào. On mic nào. Để đi đâu rồi? Đúng không? À, rồi, ok. À, em có nghe nãy giờ mà thầy giảng về cái ví dụ của mình không? Có. Rồi, bây giờ em trả lời cho thầy nhá. Em làm cái ví dụ này cho thầy này. Sẽ có 3 cái ví dụ. Các em sẽ phải trả lời lần lượt. Em sẽ làm ví dụ đầu tiên này. Em nghe lắng nghe kỹ này. Nghe kỹ nhá. Ở trên màn hình laptop và PC, đây laptop PC này, đây máy tính bảng này, đây điện thoại này, được chưa? Ở trên màn hình laptop và PC, bốn cột này nằm trên cùng một hàng và có độ rộng bằng nhau. Có nghĩa là như thế này, ở trên laptop PC em sẽ có cột số 1, cột số 2, cột số 3, cột số 4, được chưa? Bốn cột trên cùng một hàng và có độ rộng bằng nhau. Nào, bây giờ em định làm gì đây Hào? Thầy mở em xem cái tài liệu vậy. Ơ kìa, tài liệu à? Cứ quên mất. Đây, tài liệu đây. X là màn hình, Y là độ rộng. Màn hình đây, cho xem màn hình luôn. Màn hình đây, laptop PC đây. Là G. Ờ, đặt cho thằng nào? Đặt ở đâu đây? Biết ở đâu đây? Biết ở đâu đây Hào? Bây giờ quan trọng là phải biết ở đâu chứ, tự nhiên cứ đặt. Biết luôn là cho class ạ. Rồi. Là côn là G. Côn là G, ok, là trên laptop PC. Độ rộng nào? Thầy luôn bảo là 4 ôm trên một hàng đúng không? Đúng rồi, 4 hàng trên một hàng, độ rộng bằng nhau. Gạch 3, ok. Rồi sao nữa?
Tiếp ạ, côn dưới này hả? Dưới này đúng không? Vâng, vâng, vâng. Ok, gì nào? Sao? Côn thầy thầy mời em xem lại cái viết tắt của thằng ấy. Ủa, thằng ấy là thằng gì? Chúng ta không, 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 không. Ở trên laptop và PC, bốn thằng nằm trên cùng một hàng có độ rộng bằng nhau, có nghĩa là thầy yêu cầu em chỉ làm trên mỗi laptop và PC thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đến lúc làm là nhiều bạn ấy bắt đầu cũng đầu thấy gợn gợn rồi. Nếu mà hiểu cặn kẽ là làm một phát, chỉ có một phát một là xong luôn đấy, đúng không ạ? Ở trên laptop và PC, bốn cột này nằm trên cùng một hàng và độ rộng của chúng bằng nhau. Như vậy là em làm gì làm? Là em chỉ làm mỗi một cái việc là thông báo độ rộng của laptop và PC cho từng cột thôi. Như vậy thì cột số 2 hay là cột số 3 hay cột số 4 đúng nhau ạ. Ờ, thì cũng chỉ đều là cột LG thôi. Đúng không? Đúng. Mình thông báo độ rộng của nó trên laptop PC. Ok chưa? Thế độ rộng bao nhiêu? 3 ạ. Ờ, bằng 3. Như vậy là bốn thằng này trên laptop PC đều là 3 cả đúng không? Copy và mình paste cho những thằng còn lại phải không? Vâng. Chuẩn chưa ạ? Ờ, có thế thôi. Nào, Hào có hiểu chỗ này không? Vâng, vâng. Ok, đây tôi chạy cho cả lớp xem này. Đúng chưa? Đấy, trên laptop PC bốn thằng cùng một hàng nó rộng bằng nhau ạ. Và bây giờ tôi vào máy tính bảng nha. Bạn thấy chưa? Máy tính bảng đâu có hiển thị thế nữa. Bởi vì chúng ta đâu có khai báo nó trên máy tính bảng đâu. Và điện thoại thì cũng vậy thôi ạ. Chỉ nó chỉ có đúng tác dụng ở trên laptop và PC này. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ mời tiếp một bạn nữa ở đây nha. Mời đấy, ui giời, hùng này đây. Ờ. Làm. Ở trên máy tính bảng. Ở trên máy tính bảng nha. Ở trên máy tính bảng. Cột số 1 và cột số 2 nằm trên cùng một hàng. Độ rộng bằng nhau. Cột số 3 và cột số 4 nằm trên cùng một hàng. Độ rộng bằng nhau. Cột 1, cột 2 nằm trên cùng một hàng bằng nhau. Cột 3, cột 4 nằm trên cùng một hàng. Độ rộng bằng nhau. Như vậy là cột 3, cột 4 xuống dưới đấy. Đúng không ạ? Nào, đọc đây Hùng ơi. Đọc ở đâu? Viết vào nào, nào, nào. Viết vào số 1 nhá. Rồi, cột gì? Cột MD. Cột MD đúng rồi, máy tính bảng. Bao nhiêu? 3. Ờ, 3. Dưới là 3. Ờ, dưới là 3. Thế là giống trên à? Rồi, sao nữa? Này. 8. Thế bằng nhau và lại chơi thằng 3, thằng 8 ấy thì là như thế nào? Nào nào nhìn kỹ lại bài thầy yêu cầu này. Thằng số 1 này, thằng số 2, có nghĩa là một cái dòng đó nó chứa đủ hai thằng luôn. Thằng 3, thằng 4 xuống dưới. Ok chưa? Nào. Đấy. Thằng 6 ở đâu? Ờ, 6. Ok. Tiếp. Cũng thế à? Hay như nào? Vẫn là côn MD đúng không? Đây, tôi gợi ý vẫn là côn MD thôi. Còn bao nhiêu việc của em này? Bởi vì chúng ta đang khai báo ở trên máy bảng mà. Bao nhiêu? Ừ, 66. Đúng rồi các bạn, cũng 66 ạ. Bây giờ tôi sẽ chạy và tôi sẽ giải thích cho vì sao như vậy nhá. Thực ra là nó vẫn nằm trong cái TR, nó vẫn nằm trong cái đầu thôi các bạn ạ. Nhưng vấn đề là nó không còn đất nữa thì nó xuống. Ờ, bị rơi xuống thì thằng râu lại giãn ra thêm một khoảng 100 nữa đúng không các bạn? Đây ạ. Như vậy các bạn để ý này, thằng râu của chúng ta, các bạn biết thằng râu của ta bây giờ đang cao bao nhiêu ạ? Cao 100. Đúng không các bạn? Chứa 4 cột. Thế thì các bạn có vào với rời cái đất gì thì thằng râu nó vẫn cứ chứa 4 cột mà thôi. Được chưa? Vào máy tính bảng. Đây. Ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy là đến đây thằng này chứa 6 một nửa rồi. Thằng này chứa 6 một nửa nó hết đất từ đâu các bạn? Cho nên 2 thằng 3 thằng 4 nó bị tụt xuống dưới. Đúng không ạ? Nhưng nó vẫn nằm ở trong thằng râu, đúng không? Như vậy thằng râu của chúng ta nó phải tự động mà giãn ra theo 4 thằng ở bên trong. Và bây giờ nó cao 200. Lớp hiểu chưa? Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ đến cái cuối cùng này. Thầm em.
mình đúng không? Nào, ở trên màn hình điện thoại. Đấy, ở trên màn hình điện thoại. Hơi khó tí nha, ở này là tập trung tất cả những gì mà phải để làm nhá. Ở trên màn hình điện thoại. Điện thoại đấy. Cột 1. Full. Cột số 4. Full. Cột số 2 bằng 1/2. Cột số 3. 1 này. Đây, chúng ta vào đây nha. Đây, 1 full. Được chưa? 4 full. Cột số 2 bằng 1/2. Cột số 3. Và toàn bộ giao diện của chúng ta chuyển sang màu đỏ. Toàn bộ giao diện của ta chuyển sang màu đỏ. Có nghĩa là các cột này đều thành màu đỏ hết thay vì là màu vàng này. Cái bắp của ta này, ok không ạ? Có nghĩa là gì? Vừa thay đổi bằng layout bootstrap mà vừa vào CS3 mini media đúng không? Đấy, dành cho em cái món quà gọi là cực kỳ ngon lành luôn. Nào, bây giờ định làm như nào đây? Cột 1 full, cột 4 full. Đầu tiên là cột SM. Đúng rồi, cột SM là điện thoại đúng không? 12 chuẩn luôn. 4 luôn nhá. Bao nhiêu? SM 12. Ok. Rồi. Đây là gì? Cột SM. Bằng 4. Và cuối cùng thằng này là 3. Cái gì thế? Nào, 3 cái gì mà 3? 6. Sao lại 6? Thằng 2 với thằng 3 là nó chiếm hết. Như vậy là tổng vẫn phải 12 đúng không? Rồi, ok chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu setup điện thoại. A cầu media đúng không? Điện thoại là gì? Mark with. Ok, 768 pixel. Gọi thằng nào? Bách cái gì? Bách selector đã. Tất cả cái đít của mình ấy. Đây. Bóp toàn bộ các cái đít. Vâng. Bóp đâu cái gì? Cô đó. Bách ra. Quick. Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn nhá. Đây, laptop PC. Đây, máy bảng. Đây, điện thoại. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa các bạn? Đấy, màu đỏ. Còn bây giờ tôi thu vào trong này thì các bạn phát hiện ra là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta chưa làm ở trên điện thoại có màn hình mình bé cho nên là nó như thế này, nhưng mà bởi vì trong thực tế khi mà vào điện thoại rồi thì chả ai còn chia cột nữa, đúng không các bạn nhỉ? Nhưng tôi nói nó vào gọi là nó một cột hết thì còn đâu nữa. Nhưng mà trong tình huống này, cái ví dụ của tôi thì nó hơi khác thực tế một tí, là tôi vẫn bắt bạn chia cột, thế cho nên là khi mình thu bé vào nữa thì bắt đầu nó lại trở về cái một cột, đúng không ạ? Đấy, chứ trong thực tế thì khi mà vào điện thoại thì chả ai chia cột đâu nhá. Đấy, chúng ta vừa có màu đỏ mà lại vừa có chia rồi đây được chưa? Đấy. Ok, đây các bạn chép ví dụ này vào, toàn bộ ví dụ của ta đấy. Đây là cái phần mà tôi đánh giá là khó nhất ở trong cái buổi ngày hôm nay, có nghĩa là kiểu nó hơi lằng ngoằng đấy, đúng không? Thế các bạn ok được thì tốt. Nói gì nói thì nó cũng chỉ là phần thiết kế giao diện thôi các bạn. Thế cho nên là cho dù khó thì cũng là vẫn rất là dễ. Thằng này chiếm full, đúng chưa? Thế cho nên là thằng này phải trong dưới. Trong dưới thì lại từ đầu đúng không ạ? Nó lại có một cái dòng riêng cho nó. Và thằng này chỉ bằng 1/2 thằng này, như vậy thằng này 4, thằng này 8, thằng này 4, 8 cộng lại 12, đúng không? Lại chiếm full cái dòng đó. Một phần ba thì là 3339 à, 1/3 đúng không? 1/3 đâu, 1/3 đúng gì đó, 1/3 toàn bộ, còn nếu mà 1/3 thì là 39 đúng không? Đó, nói chung là hiểu được mà, chứ còn 1/1 quan trọng
qua đánh đố bạn chỗ đó tí để gọi là cho nó ấy thôi, còn phần mấy thì không quan trọng lắm, quan trọng các bạn cứ cộng lại đủ 12 là ok rồi. Dễ mà các bạn, thì mà vào dự án các bạn sẽ thấy là nó không có lòng vòng lắm đâu, nó đều tuân theo một cái quy tắc các thứ và làm thôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhanh lắm, dễ mà. Đấy, tôi cho các bạn 2 phút để các bạn có thể chép ví dụ này vào nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu các cái thằng còn lại. Như vậy là mình xong thằng IELTS rồi. Bây giờ mình đến thằng Common thì chủ yếu vào xem xét ngựa mình tinh được các bạn. Nếu không hiểu nó học thuộc làm sao được. Không thuộc nổi được đâu. Chúng ta vào chúng ta xem là cái tổ chức của nó như nào, trong đó nó chứa những cái gì. Chúng ta biết cách sau này vào chúng ta copy, chúng ta custom lại. Nhưng mà học thuộc làm sao được. Kể cả các bạn có đi làm cả một năm mới bút chát, các bạn không thể làm thuộc hết được. Vài năm cũng không thuộc hết được, nhiều lắm bạn, mấy ngàn một class, mà các class đâu có dùng, cái đâu có những class, các phải dùng cái bộ của nó. Không thuộc được, chả ai đi học thuộc cả. Không có hiểu không ơi? Làm cái này vào chưa? Xong chưa? Ok các bạn ơi, chúng ta tiếp nhá. Thế bây giờ tôi xin phép là xóa hết cái này đi các bạn. Thì chúng ta đến với cái phần tiếp theo, đó là phần common. Thực sự phần common thì chúng ta cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài cách là chúng ta vào chúng ta xem có gì nghịch của mình thôi. Common đấy ạ, bạn bấm vào. Ui dồi ôi, nó chia ra cho chúng ta có một cả đống. Đây, vài chục thằng. Alert là gì các bạn nhỉ? Kiểu các cái thông báo, cảnh báo, đúng không? Alert. Rồi thử cái alert xem nào, bấm thử cái alert xem. Đây, nó có một đống các cái thông báo cảnh báo này, bạn thích dùng cái nào dùng. Nhiều kiểu nhìn cũng hay phết đấy. Đấy, có rất nhiều kiểu này. Đấy, có gọi là GS dùng các kiểu ấy nhá. Ok, đây, bấm copy cái này nhá. Nào, paste vào này. Đấy. Tự nhiên có những cái các bạn phải dùng GS. Đấy, nhá. Bấm này. Đấy. Cái đấy là cái GS đấy, hiệu ứng GS, được chưa? Đấy, ok không? Đấy. Đó, việc gì mà chúng ta phải đi code nữa đúng không? Đấy, như vậy là cái gì bạn thêm sao? Khi nào các bạn cần code những cái thông báo hoặc cảnh báo gì đó trên một cái giao diện web thì bạn hãy nhớ cho tôi tìm vào phần common alert, đúng không? Đấy, ngoài ra còn nhiều cái khác lắm ạ. Nhiều cách đấy, alert. Vừa rồi tôi tắt nó đi mất rồi, hạn cho nên bây giờ muốn hiển thị lại tôi phải F5 lại. Ở F5 lại này. Đây, đó đây, đúng không? Ok chưa? Có thể thay đổi màu sắc một cách rất là dễ dàng nha. Đây này, bạn nhìn này. Trên này nó có đủ màu luôn này. Được chưa? Đấy, HTML của nó đơn giản như này thôi. Xuống dưới này, các bạn muốn có hiệu ứng này, các bạn xem là thêm hiệu ứng này thì nó thêm cấu trúc như nào. Cho các bạn thêm cái màu trên kia thôi, được chưa nhỉ? Đấy, dễ mà, chúng mình để dễ các bạn ạ. Dễ. Bây giờ tôi sang thằng khác nha. Các bạn chỉ cần copy, paste, chạy nhìn cái xem nó như nào thôi mà. Đây, tôi thử một thằng khác đi. À, ví dụ như bây giờ tôi thử thằng nào được ta? Một cái thằng nào? Thẻ. Thẻ nào được? Nói chung là nhiều lắm. Rất là nhiều các bạn ạ. Rất là nhiều. Thằng cắt này. Nó không phải là giỏ hàng đó các bạn ơi. Nó cho phép chúng ta tạo ra những cấu trúc ấy. Cái thằng là cắt này là hôm sau mình phải có một cái phần làm dự án mình sẽ học riêng. Về các này nha. Đấy, chứ không phải là giỏ hàng. Các nó có bốn cái các ấy, bốn cái các đấy, các column rồi các kiểu ấy, grid các thứ. Nhưng sau tôi sẽ nói cái này sau. Như vậy là các bạn thấy là khi mà cần mà có cái chức năng gì ấy, thì các bạn sẽ vào phần common nhá. Chẳng hạn bây giờ tôi mở một cái nữa các bạn xem này. Carousel chẳng hạn nhé. Đây các bạn nhìn carousel này. Đấy, nó là cái gì ạ? Nó là cái slide các bạn ạ. Slide này. Đấy thấy không? Nó có mẫu slide này, thấy chưa? Đấy, slide. Đấy, bạn thấy không? Slide. Đây, slide. Carousel là slide. Rồi chẳng hạn như tôi vào một cái thằng khác nữa, ví dụ như là cái thằng Napa nha. Napa là gì ạ? Napa nó là cái thanh header các bạn ạ. Đúng chưa? Đây thanh header các bạn này, menu mới rất là kiểu này. Các bạn thích cái thanh header này, các bạn copy thôi.
mà bạn không thích thì các bạn cũng nên copy sau đó các bạn sửa lại, được chưa nhỉ? Đấy, à, đây là cái logo dạng text này, các bạn thích logo dạng ảnh thì xuống dưới là bảo là nếu mà logo dạng ảnh thì các bạn cần thêm cái img trong thằng A là xong này, ok chưa? Đấy, rất là dễ mà, nói chung là cấu trúc học thuộc thôi. Thế thì cái phần comment này ấy, tôi khuyến khích các bạn là gì? Các bạn nên về nhà, các bạn dành ra cho tôi tầm khoảng là 15 phút, không cần nhiều đâu, 15 đến 30 phút. Các bạn lướt từ trên xuống dưới, các bạn vào từng mục một, các bạn kéo từ trên xuống dưới xem cái mục đó nó là cái gì. Cả lớp hiểu không? Rồi sau này mình làm, các bạn cái mục đó mà copy, custom lại thôi mà. Chứ bây giờ bạn nhìn xem tôi vào thử các bạn một cái button chẳng hạn. Chỉ là cái button đơn giản thôi mà các bạn nhìn này. Nó cắt đống class như này theo thuộc kiểu gì được ạ? Đúng không các bạn? Không học thuộc được. Thuộc là điều bất khả thi. Được chưa nhỉ? Và chúng ta biết nó có cái gì được vào mà. Và tìm thôi. Biết, tôi thật các bạn cần biết được các cái tên này là ok rồi. Mở ChatGPT lên đúng không? Gõ này. Button input chat. Úi sời, nó có hết cho các bạn luôn. Ok không các bạn? Đấy. Còn nếu không có ChatGPT thì các bạn gõ trên Google nó cũng ra, nhưng mà có Google thì các bạn phải lựa chọn kết quả đúng không? Còn ChatGPT thì nó sẽ cho các bạn kết quả nó chuẩn nhất đúng không? Gần như là chính xác nhất, được chưa? Những cái tôi nói thật các bạn, nếu mà dùng ChatGPT ấy, những cái mà phổ biến, những cái đơn giản này thì thật là chính xác tuyệt đối luôn. Ok chưa? Trừ khi các bạn bảo là cho tao cái suộc cốt website thương mại điện tử thì lúc đó các bạn mới cần phải bóc tách các kiểu rồi các bạn phải các thứ để các bạn làm lại, xào xáo lại. Chứ còn các bạn mà cần thư viện gì, cần lớp xử lý gì, cần gì thì nó là chính xác tuyệt đối. Ok chưa? Các bạn cần nguyên cả một suộc để chạy luôn thì nó không chạy được luôn đâu. Các bạn sẽ cần phải vào đó các bạn chỉnh lại. Ok chưa? Nhưng mà là cũng là kinh khủng lắm đấy. Thì đó là cái mà tôi muốn nói trước để các bạn biết. Và chúng ta học ở đây là chúng ta phải sử dụng công nghệ các bạn nhé. Đấy, đến vài tháng nữa thì khi mà bắt đầu các bạn có kiến thức rồi, làm qua một hai dự án rồi, tôi sẽ cho các bạn cái gọi là cái cách, nhất là sử dụng ChatGPT, cái cách hỏi ấy, được chưa? Cái cách hỏi làm sao đó để chúng ta có kết quả mà nó hỏi đấy, không phải hỏi theo kiểu sức Google các bạn, hỏi Google thì Google thôi, không cần dùng ChatGPT làm gì cả, mà hỏi đây là hỏi theo cái kiểu mà để cho nó cho mình một cái gọi là một cái map ấy, đúng không? Cái mind map ấy, đấy, mình từ đó là mình cứ thế phát triển theo, ok chưa? Thì phải có kỹ thuật hỏi ấy, chứ không phải cứ hỏi gì đâu, hỏi thuần túy thì là hỏi kiểu Google thôi. Ok, tôi sẽ thử một cái nữa nhé. Ví dụ là phần các bạn vào phần button này thì có rất nhiều button có hiệu ứng khá là hay. Bây giờ tôi vào cái button này đi ha. Đây, one link one nick này, danger đi ha. Ok, tôi sẽ danger đây. Danger nó đây này. Đấy, tôi copy cái button danger nha. Tôi paste vào đây này. Bạn sẽ thấy nó có cái button đó mà. Ok không ạ? Đấy, không phải làm gì đâu. Nhiều bạn em thấy đẹp đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn chỉnh sửa theo ý em được không? Thế thì bây giờ các bạn muốn sửa như nào nào? Tôi sẽ sửa cho các bạn. Sửa như nào được ạ? Ban đầu nền màu trắng này, đưa vào thì nó màu đỏ này. Và tất cả mọi thứ là màu đỏ này. Bây giờ các bạn muốn sửa như nào nào? Chúng ta sẽ cùng nhau ta sửa thử xem là cách sửa cắt gọi là custom ấy, đè lại cái CSS của Bootstrap ấy. Nào các bạn thích màu gì, style như nào nào? Như vậy là ban đầu của nó là màu trắng, bạn thích thành màu khác không? Màu chữ. Thế bây giờ là màu chữ là màu gì nào? Màu chữ là màu xanh nhá, màu đen nhá. Ok, màu chữ màu đen, đưa chuột vào thì thành màu vàng nhá. Đưa chuột vào thì nền màu đen luôn. Chữ thì thành màu vàng. Ok không? Thế bây giờ mình chốt lại này. Bây giờ cái nền của nó là màu trắng thì mình chuyển thành là màu, à cái chữ bây giờ là màu đỏ đúng không, thì mình sửa thành màu đen, mình đưa chuột vào thì cái nền đang màu đỏ thì thành màu đen luôn, nhưng mà chữ thì thành màu vàng. Ok không ạ? Bạn nhớ chưa? Rồi bạn gọi tới nó thôi mà. Thế thì các bạn chú ý, các bạn gọi tới thì phải thông qua một cái class hoặc là ai id đúng chưa? Thế thì các bạn chú ý này, chả ai mà chúng ta lại gọi cái class này cả. Bởi vì các bạn gọi cái class này là các bạn đang phá luôn cái class này của Bootstrap. Đúng không ạ? Vì là Bootstrap nó bảo là cứ có class này thì nó sẽ hiệu ứng như thế kia. Thế bây giờ các bạn gọi này, các bạn đè thì cái nút sau các bạn sẽ không có cái hiệu ứng này nữa. Các bạn tưởng tượng chưa? Chuyện các bạn sẽ có hai cách. Một, đặt thêm một class mới để style riêng. Hai, đặt thêm một ID. Các bạn đặt class thì có những cái trường hợp là các bạn phải sử dụng cái thuộc tính nổi bật thì nó mới thắng được class của Bootstrap. Còn các bạn đặt ID ấy, thì tuyệt đối win luôn. Bởi vì như tôi nói rồi, ID nó luôn luôn là được ưu tiên.
Ok, tôi sẽ thử nha. Class chỗ này là gì được ta? Chẳng hạn như là bất BTN, BTN gạch ngang custom đây ha. Ok chưa? Đấy, BTN custom. Rồi. Chấm này. BTN custom đúng không? BTN đúng nhỉ? Custom. Rồi, chúng ta sẽ có là gì các bạn nhỉ? Màu chữ đúng không? Color red à black chúng ta sẽ là mã của nó là 000 phải chưa các bạn? Ok chưa? Rồi sau đó là mình sẽ đưa chuột vào đúng không? Plus bây giờ plus 2 chấm hover đúng chưa? Chúng ta sẽ có màu chữ chuyển thành màu vàng yellow và màu nền đúng không các bạn nhỉ? Đấy, màu nền thì nó sẽ là background black là 000 được. Thằng 000. Ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ chạy thử nha. Đây, thấy màu chữ chưa? Ok chưa các bạn? Đấy. Dễ mà, không có gì đâu. Được chưa? Dễ mà. Đúng không? Như vậy là chúng ta cứ lấy bút chát thôi, còn mình thích cái gì theo ý của mình thì mình sẽ tắt tầm mình sửa lại. Đúng không các bạn? Đấy. Rất hiểu chưa? Thôi, cái này thì về nhà các bạn xem hộ tôi cái chứ còn bây giờ một đống như thế thì tôi cũng đến copy ra cho các bạn xem cũng làm gì đâu, được chưa? Như vậy các bạn đã hiểu cái cách của học bút chát chưa? Phải làm nhiều các bạn ạ. Chỉ có cách là mình làm nhiều thôi. Cho em hỏi chút ạ. Ừ. Cái thứ tự ưu tiên của nó chỉ ưu tiên theo thứ tự khai báo chứ không liên quan đến cái việc thứ tự mình gọi ở trên trong class này đúng không đấy? Đúng rồi, các cái thứ tự ở trong class này thì nó không quan tâm, các bạn đặt trước là sao không quan tâm, quan tâm là cái thứ tự viết trên dưới ở trong cái CSS này này. Chứ còn thấy tôi viết đầu tiên có vẻ như là hoảng sợ, tôi viết cuối cùng cho bạn xem, cũng thế mà. Được chưa? Cũng thế cả, nó chả nhớ gì cả, cái thứ tự nó không phải nhớ gì đâu. Ok chưa? Nhưng mà đương nhiên các bạn phải hiểu một điều như này này. Khi mà mình bổ sung thêm một class của mình ấy, thì mình nên biết lên trước. Thì mình nhìn vào mình có biết đi. Chứ mà mình cứ dâu dâu giếm nhìn vào không biết class của mình ở đâu cả, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, những cái gì mà mình viết thì cố gắng viết lên trên, viết ra ngoài, được chưa? Để nhìn vào là mình sẽ biết được là cái thằng này đã có custom rồi, các bạn hiểu chưa? Custom rồi, nhớ đấy. Nhiều trước tôi bảo các bạn viết CSS cũng thế, những cái thuộc tính mà nó hay gây ra lỗi hay là khó, bạn viết lên trên, trên cùng, đúng không nhỉ? Đấy, rồi những cái thuộc tính đại trà chúng ta sẽ viết phía bên dưới. Đó là cái tư duy đâu các bạn, cái tư duy viết tốt là như thế. Khi mình nhìn vào biết ngay, đúng không? Thế cái link, cái file group chat rồi, có nghĩa là tất cả các cái thiết kế của group chat là nó đang ở cái file HTML này. Đúng rồi, là nó đang nằm ở trong cái file HTML này của mình rồi đấy. Thế mình cũng như là bây giờ thầy viết một cái phần body mà không chỉnh sửa gì ở phần CSS kia thì nó có hiện ra cái theo group chat của tài sản không? Không nhiều lắm. Sao nhỉ? Như bây giờ thầy viết một đoạn code, đấy, nhưng mà thầy không chỉnh thì qua CSS thì nó có mang tên chỉnh theo cái có chứ, có chứ. Bây giờ có nghĩa là chúng ta đang viết theo chuẩn của bootstrap rồi đấy. Toàn bộ tất cả các thẻ HTML của mình đang chịu sự ảnh hưởng của bootstrap rồi đấy. Mình gọi vào thôi mà. Đây tôi sẽ mở cho các bạn xem cái thẻ cái thư viện bootstrap. Tất cả thẻ HTML đều bị hết cho các bạn ạ. Nhưng nó chỉ bị nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không bị mang cái chất là da màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu cam gì đâu. Nó chủ yếu ấy, là các thẻ HTML ấy, chủ yếu là nó sẽ có khoảng cách, nó sẽ khác nhau so với khoảng cách ban đầu. Còn chính xác ra mình muốn gì, mình phải làm sao ạ? Cho gì? Cho class vào chứ. Đúng không? Đây, tôi cho bạn xem, nó có khai báo, nhưng mà nó không làm cái mức độ quá đáng đâu. Nó chỉ chủ yếu là tạo ra khoảng cách trái phải trên dưới thôi ạ. Đây, tôi sẽ search cho các bạn thằng hát này, nó gọi cho tất cả thằng hát, nó style lại cho các bạn đó. Hát này, H1 nha. Đây, các bạn thấy không? Nó gọi cho tất cả các thẻ H1 đến H6 và nó cho merge top, không là bỏ khoảng cách phía trên và nó cho có khoảng cách ở phía dưới, P cũng thế. Ok chưa nhỉ? Nhưng chỉ là những khoảng cách thôi. Khi mà mình viết cái hát vào file index kia là mặc định là nó keo. Đúng rồi, nó bị như này hết rồi đấy. Đấy, tôi vẫn nói lại rồi, nó chỉ khoảng cách thôi, còn những cái gì mà là style thật sự ấy thì các bạn phải nhúng class vào, đúng không nhỉ? Đấy, các bạn nhúng class vào. Ví dụ mà em không link cái file chat kia vào thì em có attach thì nó sẽ theo cái chuẩn của HTML. Đúng rồi, nó theo chuẩn của HTML.
chẳng qua là chúng ta đang gọi một cái file CSS sẵn rồi mà, chứ nghe bút chắc đúng không ạ, gọi một file CSS sẵn rồi mà. Ờ, đấy mình thế này vào mình viết thêm tầm khoảng vài ngàn dòng vào thì cũng thành một bút chắc vẩy ngay rồi, đúng không? Đấy có gì đâu đúng không ạ, khác gì đâu, được chưa? Ok chưa? Như vậy các bạn đã hiểu về cái thằng Common chưa nhỉ? Ok thôi nha, vậy các bạn sẽ ok. Như là mình chưa có link cái nút chat của CSS kia thì như là cái body các cái nút đấy cái mà gõ vào thì nó có hiển thị thì theo chưa gọi như là nó chỉ là cái button thuần túy thôi em đấy. Thì nếu mà không thì mình phải CSS theo. Thế thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, để này em nhìn này, em có thấy cái gì đây không? Em có thấy nó đang dùng cái BTN rồi BTN online đang chờ không? Nó nằm ở trong file bootstrap CSS đây, đi search luôn cho em xem này. BTN nhá. Đây. Mặt trong này chứ nào không nào? Thấy chưa? Thấy BTN không? Đó, nó nằm một đống CSS này này. Ok chưa các bạn? Đấy thì nó chính là cái này này. Các cái BTN này, BTN online đang chờ này. Đấy. Bây giờ nhá, đơn giản này, đơn giản nhá. Vẫn là bút chắc này, vẫn bút chắc bình thường, mà tôi chỉ cần xóa quả hai cái ông này đi thôi thì coi như nó vô dụng luôn. Coi như bây giờ nó chỉ còn một cái cút của tôi thôi các bạn. Ok chưa? Button này. Nó hiểu chưa? Ui, là một cái file CSS viết sẵn chứ có gì đâu. Đúng không ạ? Các bạn ở trên biết là các bạn hiểu không ạ? Hiểu gõ một giúp tôi được không ạ? Hiểu thì gõ một giúp tôi nào. Thì chúng ta chuyển qua phần tiếp theo ạ. Nào nào nào, gõ một đi các bạn ơi, sao có mấy bạn này? Hiểu gõ một nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Thực ra là cũng như tôi nói, những cái quan trọng nhất là mình đã trải qua rồi đấy. Còn cái còn lại thì nó không có gì đâu. Phần tiếp theo như tôi nói là cái phần HTML thì mình đã lúc nãy mình thử rồi. Có gì đâu, phần content đúng không ạ? Content đây là các thẻ HTML đúng không ạ? Image rồi đây các bạn xem. Thẻ image này. Đây, bạn nhìn xem. Nó có thêm các cái border với là bo tròn như này. Đấy, nếu mà các bạn có thêm cái class là img thumbnail thì nó sẽ có thêm cái border rồi là border bên ngoài bo tròn được nhẹ này. Ok chứ nhỉ? Đấy, nói chung là cũng không có gì đặc biệt cả. Được chưa? Đấy, nó chỉ có mấy cái thẻ thế thôi, không có gì. Các bạn vào các bạn xem giúp cho tôi hình dáng của nó thôi nhá. Đấy, để xem các thẻ HTML thì nó hỗ trợ mình sẽ có hình dáng kiểu gì thôi. Được chưa? Vẫn là quan trọng nhất cái layout, cái đó là cái quan trọng nhất. Các bạn hiểu cái đó thì mấy cái còn lại là thuộc lòng hết. Thực ra cũng chẳng là thuộc lòng, mấy cái còn lại thì mình vào mình xem có cái gì thì sau này mình vào đúng chỗ thì mình tìm nó nhanh thôi. Được chưa? Đây, cái này là cái mà thuật đại học này, Utility. Utility là gì? Thế thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn hiểu Utility là gì nhé. Bây giờ tôi sẽ có một clip, tôi sẽ cho nó một cái ID là box. Đây, và trong này tôi sẽ có cái text là box. Đây, sau đó bây giờ tôi sẽ style này, thằng box width 100 pixel. Hey, 100 pixel. Làm tí border ha. Border 1 pixel solid thằng 99. Yeah. Làm tí color nha. Color màu gì của ta? Đỏ đây ha. Red. Background. Yellow. Ok. Được chưa? Chữ đỏ nền vàng. Border viền đen. Được chưa các bạn? Đấy, thì mình gõ kiểu như thế đúng không? Rồi, quản lý này. Utility là gì? Utility là cái cách thức của Bootstrap. Nó lấy từng cái thuộc tính một này ra, nó làm thành những class. Có nghĩa là nó viết từng cái class một, mỗi class là một thuộc tính. Xem đây. Bạn hiểu không ạ? Như vậy thay vì các bạn viết như này thì bạn cứ nhúng class vào. Cứ nhúng class vào là có, cứ nhúng class vào là có xem đây. Không cần phải viết xem như này nữa. Được chưa? Đây, bây giờ tôi thử cho bạn xem. Tôi sẽ, như vậy là chúng ta thấy có những cái gì ạ? Chúng ta thấy có border là một ạ.
có color là 2 ạ, có background là 3. Đương nhiên width height thì chúng ta phải tự quyết rồi, được chưa? Có 3 thằng này, tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây. Mở cho các bạn xem về color trước nhé. Các nhìn color này. Đây, bạn thấy không? Text primary là cho cái chữ của chúng ta màu xanh. Text secondary chữ màu xám. Đấy. Text danger cho chúng ta một chữ màu đỏ đùm. Đây, như vậy là chúng ta muốn cái chữ màu đỏ thì là text danger. Đúng không ạ? Class là text danger, nhớ tôi nha. Như vậy class text danger, ok chưa? Kéo dưới hết text thì nó sẽ đến. À, đây là link nhá, đây là link nhá. Như vậy bạn muốn cho link thì các bạn sẽ dùng là đây, đúng không? Là link là cũng là text luôn, nhưng mà đưa vào thằng A, được chưa? Background, thấy chưa? Như vậy vàng đúng không? Busy one link. Như vậy các bạn muốn màu chữ thì là text, còn muốn màu nền thì là busy. Được chưa? Busy one link là màu vàng. Text danger là chữ màu đỏ. Ok chưa các bạn? Các bạn hiểu không ạ? Rồi, ok tôi thử nhá. Tôi xóa, à từ từ, tôi thêm một cái nữa đấy, tôi thêm cái tổng. Như vậy các bạn đã bắt đầu hiểu cách của thằng này chưa? Đừng học thuộc làm gì cả, sắp thuộc được, cần vào mới xem thôi, được chưa? Bây giờ tôi sẽ vào tiếp tầm border, đây thấy border không? Đây, border đây. Đây, các bạn nhìn này. Nó bảo, các bạn chỉ cần cho class là border, lập tức cái div đó nó sẽ có border màu xám, bao quanh. Không cần cái báo border một pixel, sub list, để thằng 99 hay 33 gì luôn. Các bạn mà muốn border chỉ ở phía nào đó thôi thì các bạn cho tôi class là border phía đó. Ok không ạ? Đấy. Các bạn mà muốn bỏ border một phía nào đó thì các bạn sẽ cho tôi đây. Border top không thì nó sẽ có border bốn phía và trừ đi cái thằng top và còn ba phía. Như vậy là ở trên là chỉ định một border ở đâu đó, còn ở dưới là chỉ định bỏ một border ở đâu đó. Được không các bạn? Ok chưa ạ? À, còn mặc định mà chúng ta như vừa rồi là gì nhỉ? Là border màu xám là cứ không phải cứ class border là xong, đúng không ạ? Đấy, còn bạn muốn màu border thì đây ạ, vẫn cứ là border bốn phía, sau đó là border và tên màu ạ. Đấy, thì ra border màu này có lớp hiểu cái này chưa? Đấy, ok không ạ? Bây giờ mình cho border màu đỏ đi nhỉ? Đây màu đỏ đi, như vậy mình sẽ có border này và border one at danger, được chưa? Nào bây giờ tôi sẽ xóa hết cho các bạn xem nha. Tôi sẽ dùng class của UTT để tôi làm, chứ tôi không làm này nữa. Ok chưa các bạn? Đầu tiên là màu chữ ạ. Class nha. Text danger màu chữ, đúng chưa? Được không? Tiếp theo màu nền ạ. Màu vàng đúng không ạ? BG one ninh. Đúng không ạ? Màu vàng. Được chưa? Bây giờ đến border đúng không ạ? Border ạ, là border bốn phía màu xám, đúng chưa các bạn? Nếu như mà chúng ta cảm thấy màu này hơi xỉn, nhìn không rõ thì muốn màu khác thì cho hẳn màu này đi. Đó, border đặc, được chưa? Border đặc, đây là border rồi, sau đó là màu border đặc. Ok, các bạn đã hiểu thằng UDD chưa? Là chúng ta sẽ sử dụng các class của chat để thay thế cho các thuộc tính đơn lẻ ở trong CSS. Nhưng mà các bạn chú ý là các thằng UDD này thì nó không có tất cả, mà nó chỉ có những tên màu mang tính chất gọi là phổ biến nhất thôi. Bạn hiểu chưa nhỉ? Nếu như chúng ta cần những cái gì mà nó phổ biến, nó không quá quan trọng chính xác phải là mã màu như thế nào, chúng ta dùng UDD. Còn nếu muốn chính xác thì thôi, chúng ta lại sử dụng CSS bình thường. Các bạn hiểu chưa? Ok. Ừ, đúng rồi, chính ừ. Thêm một cái class nữa rồi xong bắt đầu thêm cái mã màu nó vào. Ừ, chuẩn luôn. Đúng đấy. Chưa gì đã custom ở trong file đó rồi. Đúng, chính xác. Nó có file đâu. Nó có rồi đấy. Bạn muốn làm gì gọi là. Được chưa? Các bạn chỉ cần thêm một class là cái gì mà chẳng hạn như là muốn màu xanh chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ tách gạch ngang xanh vào đó, gõ color đúng không các bạn? Blue hay là green gì đó, các bạn tưởng tượng được chưa nhỉ? Đấy, ok. Đúng rồi, chính xác rồi đấy ạ. Chính xác. Chuẩn luôn. Nó làm cái sẵn sắp cho nên các bạn muốn làm gì bạn thôi. Thêm một người tạo class thêm ở trong đó nữa. Chắc là bài hôm nay nó sẽ chỉ mang tính chất là dưỡng sinh, không còn gì nữa. Các bạn
cố gắng hiểu, bởi vì là sang tuần là chúng ta bắt đầu làm rồi. Ok, tôi ra các bạn tôi về nhà này. Về nhà, buổi sau là bắt đầu làm dự án nha. À, bắt đầu một chút xem lại cái này. Tôi sẽ dặn các bạn phải nhớ nha, không là không được đâu. Không có là đừng bạn nào mà hỏi lại thôi nhé. Chí tôi xem lại cái công việc đã. Các bạn chú ý này, buổi sau các bạn cần phải chuẩn bị cho tôi một cái xuồng đã cài đặt bút chát đầy đủ như thế này, được chưa? Và chúng ta vào là chúng ta chỉ có cốt thôi, cả lớp nhớ không? Được nhá, chúng ta chỉ có cốt thôi, không có làm cái gì khác cả, được chưa? Đấy, cài hết đầy đủ tất cả những này cho tôi nhá, lớp nhớ chưa? Thấy không? GS này là mình dùng sẵn của nó, còn mình cài ra để sử dụng sẵn các cái hiệu ứng thôi, mình tắt cái button đấy đó, không cài GS nó không tắt được nó đâu, ok chưa? Còn kể cả về cái bút chắc là đều sử dụng sẵn mà, còn bây giờ mình muốn tự code hiệu ứng thì phải đợi đến phần JavaScript đấy, đó mình phải là tự code, còn đây chỉ là dùng sẵn hết thương hiệu đó thôi, được chưa? Này chú ý nhé, buổi sau là phải có một cái này đầy đủ ngon lành nhé. Các bạn có thể dùng buổi ngày hôm nay cũng được, nhưng mà tôi biết nhiều bạn chia ra từng buổi đúng không? Nếu chia từng buổi thì buổi sau nhớ cài sẵn đấy nhé, đừng đến lớp mới làm mất thời gian nhé. Ờ đúng rồi, copy buổi này phần paste sang tên khác xong sửa tên buổi học thôi mà, được chưa? Buổi sau là chúng ta tập trung làm thôi, buổi sau chắc chắn là phải muộn đấy đó, chắc phải 9:30 hoặc hơn 9:30 mới xong á. Thế cho nên là chúng ta cố gắng là phải tiết kiệm thời gian để còn làm nhé. Ok chưa cả lớp? Rồi hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới, bây giờ các bạn có thể nghỉ rồi. Ờ đúng rồi, này dưỡng sinh một tí để buổi sau bắt đầu là nặng. Ok các bạn chưa biết rồi, chúng ta có thể nghỉ được rồi ạ. Các bạn có thể nghỉ được rồi nếu mà các bạn không cần hỏi gì cả. Còn bạn nào muốn hỏi thì cứ on mic lên các bạn hỏi ạ. À, thầy ơi, thầy gửi trước cái bài mẫu của thứ hai làm được không thầy, để kiểu nghiên cứu trước cho thầy. À, ok, nhất trí. Ok, nhất trí tôi sẽ gửi có thể là ngày kia nhất được không ạ? Cái kia bởi vì ngày mai thì tôi lại phải đi bận hơi nhiều việc liên quan đến đấy. Ok, chào Đông. Ok, ngày kia hứa các lớp ngày kia tôi sẽ gửi trước ạ. Để các bạn nghiên cứu trước, chứ còn cũng đừng có làm cái gì nó chính thức, bởi vì là khi mà hướng dẫn thì nó sẽ chuẩn hơn. Nếu các bạn làm linh tinh thì nó cũng mất thời gian, các bạn đang nghiên cứu xem mình sẽ làm cái giao diện như thế nào thôi. Ok, chào Minh nhé. Ok, chào em. Ờ, nghỉ đi em. Ừ, sao nhớ đi nhá. Ờ, chào em. Chào Hiếu nhé.